Nghiêu hiểu đạo, ta bây giờ muốn biết trong số những người thường xuyên tiếp xúc với ta có người của phiêu miếu các hay không. Toa như lai lắc đầu, ta chú ý qua, ngoại trừ công tôn bố, có lẽ là không, về phần sau này đinh vệ có sắp xếp ở phương diện đó hay không, thì ta không biết, quyền chấp trưởng phiêu miếu các ta đã giao ra, hiện tại ta đã không còn tư cách tiếp tục ra vào nơi cơ mật để xem cơ mật. Nghiêu hiểu đạo, trong số người phù phương viên của quản phương nhi cũng không có sao. Này thì ngươi yên tâm, bên cạnh bà ta vô cùng sạch sẽ, không có. Toa như lai lắc đầu, chợt không hiểu nói, người hoài nghi bà ta. Căn cứ theo ta được biết, bà ta là tâm phúc đáng tin cậy của ngươi, mối quan hệ giữa nam nữ với ngươi cũng không rõ ràng, sao ngươi lại hoài nghi bà ta? Thế nào, có phải là người nhận ra gì đó không? Nghiêu hiểu đạo, ta không hoài nghi bà ta, bà ta theo ta lâu như vậy, có vấn đề gì ta không thể không phát hiện. Ta chỉ là cảm thấy danh tiếng năm đó của bà ta quá lớn, nếu ngài nói hễ là có sức ảnh hưởng, phiêu miếu các đều sẽ chú ý, chẳng lẽ năm đó phiêu miếu các không can dự phù phương viên. Người của bà ta bây giờ cũng theo ta, ta không thể không đề phòng. Bây giờ tiên sinh ở đây, đương nhiên là nhân cơ hội hiểu rõ một chút. Toa như lai gật đầu, nghi ngờ của ngươi không phải không có căn cứ, ta bởi vì chú ý ngươi, khi sắp xếp tình hình bên cạnh ngươi, cũng đặc biệt điều tra qua tình hình của phù phương viên. Trên hồ sơ cũng cho thấy, sau khi danh tiếng phù phương viên khuếch đại đẫn đến sự chú ý của phiêu miếu các, Phiêu Miếu Các đích thật từng bắt đầu sắp xếp người đánh vào nội bộ của Phù Phương Viên, chỉ có điều người sắp xếp vào lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là mất tích lặng lẽ không một tiếng động, hoặc là bị người khác giết. Như hiểu Đạo ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi nói, đây có lẽ không phải ngoài ý muốn. Toa Như Lai, like, Phiêu Miếu Các đương nhiên sẽ không cho là ngoài ý muốn. Người của Phiêu Miếu Các sắp xếp vào liền xảy ra chuyện, nào có chuyện trùng hợp đến như vậy? Dám cả gan chống đối Phiêu Miếu Các, có có thể thần thông quảng đại đến như vậy? phiêu miếu cắt sao có thể không cha ngược lại muốn xem xem thần thánh phương nào đang quấy phá khi đó có thể gọi là điều tra nghiêm ngặt nói đến đây lại lắc đầu cười khổ một cái như Hữu đạo vội hỏi nhưng tra ra kết quả gì toa như lai đúng là tra ra kết quả mà kết quả cũng không thể tưởng tượng nổi thế mà lại có người âm thầm bảo vệ quản phương nghi người bảo vệ quản phương nghi này e là ngươi không nghĩ ra không ngại đoán thử xem trong lòng như Hữu đạo lầm bẩm hắn cho rằng bản thân đã đoán được rồi e là ma giáo bởi vì hắn từ lâu đã biết ma giáo âm thầm bảo vệ quản phương nghi, chỉ là năng lực thần thông quản đại của ma giáo khó tránh khỏi vượt qua tưởng tượng của hắn, thế mà lại có thể chuẩn xác nhắm chúng mật thám cài vào của phiêu miếu các, năng lực thật sự không nhỏ a. À. Cho dù trong lòng có suy đoán, vẫn là giả bộ không biết hỏi, đây làm sao đoán được, là ai? Toa như lai ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên thung lũng, hoàng đế nước tề hạo vân đồ. Hạo vân đồ, như hữu đạo kinh ngạc há hốc mồm, không phải ma giáo, thế mà lại là hạo vân đồ, vội hỏi tên đẹp quản phương nghi vang xa đường đường hoàng đến nước tề lại vị bà ta chống đối phiêu miễu các này không có khả năng lắm toa như lai nhưng sự việc chính là ly kỳ như vậy hạo vân đồ đó vì bảo vệ quản phương nghi thế mà lại vận dụng tổ chức nội bộ tình báo to lớn vận dụng lực lượng hiệu sự đài nước tề để, để bảo vệ bất kỳ người nào lai lịch bất minh hễ là có chút điểm khả nghi bất kỳ ai đánh vào phù phương viên tất cả bị hiệu sự đài nước tề bí mật giải quyết nghiêu hữu đạo có chút khó mà tin tưởng dựa vào lực lượng của Hảo Vân Đồ, có thể chống đối với phiêu miếu các. Toa như Lai, ở ngoài sáng đương nhiên không phải là đối thủ của phiêu miếu các, nhưng loại việc mật thám nằm vùng này căn bản không cách nào làm công khai, cần phải bảo mật. Toàn bộ tề kinh đều nằm trong sự khống chế nghiệm mật của Hảo Vân Đồ, Hảo Vân Đồ ở tề kinh chiếm được thiên thời địa lợi, ở ngoài sáng, ở trong tối bất cứ khi nào cũng có thể vận dụng các loại lực lượng, việc mật thám phiêu miếu các nằm vùng lại không thể bại lộ, cường long không ép địa đầu xa. Người có thể ngẫm lại xem, quản phương nhi cứ trốn lẩn vẩn ở tề kinh nơi lớn bằng bàn tay kia gần như chưa từng rời tề kinh có thể nói là hoàn toàn bị thế lực của hạo vân đổ bao vây lấy có chút biến động nhỏ đều khó thoát khỏi phát hiện của hiệu sự đài nước tề người đánh vào phù phương viên thế nào cũng phải có liên hệ với phiêu miếu các mà người mới một khi đánh vào phù phương viên liền bị hiệu sự đài để mắt tới sau đó một khi có liên lạc phát sinh dị thường với bên ngoài liền bị phát hiện hiệu sự đài lập tức ra tay giải quyết mục tiêu rõ ràng như vậy phiêu miếu các còn chơi như thế nào quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi như hữu đạo không hiểu nói hạo vân đồ vì sao phải làm như vậy toa như lai sau khi phiêu miếu các phát hiện là hiệu sự đài của nước tề đang làm loạn cũng rất khó hiểu liền nhằm vào hiệu sự đài điều tra kết quả phát hiện là ý của hạo vân đồ mà hạo vân đồ sở dĩ bảo vệ quản phương nghi thế mà lại là vì hạo vân đồ thích quản phương nghi hạo vân đồ thích quản phương nghi như hữu đạo ngẩn người một lúc mới hỏi có phải nhầm lẫn rồi hay không căn cứ theo ta được biết Quản Phương Nhi không có bất kỳ liên hệ gì với Hạo Vân Đồ, Quản Phương Nhi thậm chí không có tiếp xúc qua với Hạo Vân Đồ. Chẳng lẽ Quản Phương Nhi có việc giấu giếm ta? Toa như lai, like, bọn họ quả thật chưa từng tiếp xúc qua, phiêu miếu các chưa tra được bọn họ có giấu vết qua lại gì hay không, càng nghi ngờ, hoài nghi phía sau Hạo Vân Đồ có phải có thế lực gì đang chi phối hay không, liền truy xét không tha, nhưng bất kể tra như thế nào, đều tra không được bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng không còn cách nào khác, phiêu miếu các trực tiếp xé bỏ mạng che mặt, không tiếp tục âm thầm hành sự, trực tiếp tìm đại nội tổng quản phụ trách hiệu sự đài, hỏi ông ta vì sao phải bảo vệ quản phương nghi. Bộ tầm chắc hẳn người quen biết, như hiểu đạo gật đầu, coi như là người quen. Toa như lai tiếp tục nói, sau khi bộ tầm bị phiêu miếu các tìm được, không dám che giấu, thành thực khai báo, chỉ bởi vì hạo vân đồ thích quản phương nghi, nhưng ngại vì danh tiếng của quản phương nghi, thêm vào đó quản phương nghi có quá nhiều người chú ý. Hạo Vân Đồ không cách nào chiếm quản phương nghi làm của riêng chương 1587, dạ hội 6. Trước khi Hạo Vân Đồ Đăng Cơ đã coi trọng quản phương nghi, chỉ không xa không gần liếc nhìn, đã bị phong thái tài hoa của bà ta hấp dẫn, có thể gọi là nhất kiến trung tình, nhưng bởi vì tranh đoạt hoàng vị, sự việc liên quan đến sinh tử, không thể không áp chế dục vọng của bản thân. Sau khi Đăng Cơ, lại ngại thân phận hoàng đế của mình, sợ sẽ có ảnh hưởng, lo lắng nhiều hơn, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, âm thầm bảo vệ. Theo cách nói của bộ tầm, cùng nói là bảo vệ quản phương nghi, không bằng nói là hạo vân đồ đang bảo vệ một tưởng niệm trong lòng mình bảo vệ một tưởng niệm này Ngưu hữu đạo thật sự không còn gì để nói phát hiện thứ tình cảm nam nữ này thật sự không thể nói rõ nếu đã quái dị như tê thê khiến hắn có chút dở khóc dở cười hóa ra quản phương nghi thân ở trong phúc không biết phúc đường đường đế vương một nước thế mà lại yêu thầm người phụ nữ đó thế mà lại âm thầm bảo vệ người phụ nữ đó thế mà lại không biết đương nhiên nếu như mà biết được đoán chừng cũng không thể bị mình bắt cóc từ đó có thể biết, đoán chừng năm đó không biết có bao nhiêu nam nhân âm thầm yêu thích. Như hữu đạo càng nghĩ càng cảm khái, có thể khiến hoàng đế một nước đối đãi như thế, có thể thấy lúc quản phương nghi còn trẻ phong nhã tài hoa tuyệt thế đến nhường nào, chẳng trách được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là hồng nhan chóng già, hiện tại không còn phong quang ngày trước, làm cho người khác thổn thức. Toa như lai, bộ tầm đại khái cũng đoán được người trước đây ông ta xử lý có khả năng là mật thám của phiêu miếu các, cũng đưa ra các loại cam đoan không tiếp tục can dự, nhưng phiêu miếu các trực tiếp nhảy ra, cũng không cần thiết phải tiếp tục sắp xếp mật thám bên người quản phương nghi, bằng không bất kỳ người mới nào vào phù phương viên, người ta không cần tra cũng sẽ trực tiếp nghi ngờ đến phiêu miếu các. Mật thám hành động cũng có khi đối mặt mới tính đặc thù chính là đây, một khi bạo lộ, thì không còn chút bí mật nào đáng nói, thì có ý vị hành động thất bại triệt để, không còn cần thiết phải tiếp tục, bằng không sẽ nguy hiểm cho tuyến trên, rất dễ bị người khác tìm hiểu nguồn gốc. Cho nên phiêu miếu các đã sớm từ bỏ quản phương nhi, bên cạnh bà ta rất sạch sẽ, chỉ ít là không có người của phiêu miễu các. Đối với việc này, nhiều hiếu đạo khẽ vuốt cằm, hiểu được, ngẩng đầu nhìn trời, xem chừng hai người đã hàn huyên được gần một canh giờ. Lời nói có chút nhiều, ở một mức độ nào đó mà nói, như thế có chút không an toàn, nhưng không còn cách nào khác, hai người sau này không thể nào tiếp tục gặp mặt, cho nên có một số vấn đề hắn vẫn là cần phải tranh thủ cơ hội làm rõ. Liền lại hỏi, việc ta ở thiên đồ bí cảnh trộm y phục giả mạo người của phiêu miếu các, có bao nhiêu người biết? co như lai biết hắn lo điều gì, người yên tâm, dấu vết nên dọn sạch ta đã xử lý sạch sẽ giúp người trước rồi, sau khi đinh vệ tiếp tay phiêu miếu các cũng sẽ không nhìn thấy tình huống liên quan. Sau khi nhiều hiểu đạo nghe thấy cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nói đến thiên đồ bí cảnh, hắn ngược lại nhớ đến một việc nghi hoặc cất xứ đã lâu, tình huống thay đổi danh sách thánh cảnh lịch luyện ta đại khái biết rồi, nhưng ban đầu thay đổi danh sách thiên đồ bí cảnh là chuyện gì? Nguyên nhân trả danh sách về ta cũng nghe rồi, nhưng theo lý mà nói phiêu miếu cắt sẽ không qua loa đại khái ra quyết định đã cảm thấy không ổn trước đó đã nên cân nhắc đến việc đã đưa ra quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi tại sao lại thay đổi bất ngờ lần đó thiết chút nữa hại chết hắn ở thiên đô bí cảnh có cơ hội hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân toa như lai nhiệm kỳ trước vì sao tồn tại chuyến đi thiên đô bí cảnh nguyên nhân trong đó chắc hẳn không cần ta nói ngươi cũng hiểu rõ tu sĩ thiên hạ mọi người rõ ràng trong lòng chỉ là không ai dám nói rõ ra mà thôi đơn giản là cửu thánh muốn làm suy yếu lực lượng giới tu hành muốn làm cho lực lượng của giới tu hành ở một độ yếu nhất định bằng không muốn để lực lượng giới tu hành bành trướng đến mức độ nhất định sẽ diễn sinh ra quá nhiều người giã tâm ẩn náu đến lúc đó không tiện điều khiển gia nhập tán tu cũng là thấy tán tu nhiều năm chưa dọn dẹp nhân tiện dọn dẹp một chút mà thôi đương nhiên khi bắt đầu chỉ là theo thông lệ hành sự mà thôi cứ theo lẽ thường thanh lý là được không ai nghĩ nhiều nhưng sau này chạy đến một tên giả vô quần là mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước Tống Tử Bình Hưu, ông ta chỉ là một phàm phu tục tử thế mà lại dám chạy đến Thiên Đô Phong làm thuyết khách, nói các nước chinh chiến, tu sĩ các phái đều dùng đệ tử tinh nhuệ trên chiến trường, ở chuyến đi Thiên Đô bí cảnh qua loa có lệ. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy cắt ngang hỏi, giả vô quần. Thế nhưng là người được gọi là ẩn tướng trong truyền thuyết của nước Tống kia. Tuy không có qua lại qua, nhưng dựa vào con đường và trình độ tình báo của hắn hiện nay, ví dụ như người có tiếng tăm, hắn ít nhiều cũng có chút tin tức, chỉ là không có quan tâm trọng điểm biết không nhiều mà thôi. Toa như lai gật đầu, không sai, chính là ông ta. Nghiêu hiểu đạo ồ một tiếng, sau đó thì sao? Toa như lai, phiêu miếu các cũng không phải tên ngốc, sau khi biết được thân phận nước tống của người này, liền biết người này là thấy được nước tống có nỗi lo diệt quốc, muốn mượn tay phiêu miếu các ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là phàm phu tục tử lại dám có ý đồ với phiêu miếu các, khó tránh khỏi chút trừng phạt. Hắn nếu đã thích làm thuyết khách, ta liền lệnh người rút cả gân lưới của ông ta, Tiểu Trừng đại giới, săn đe, xem ông ta sau này còn tranh cãi như thế nào. Chẳng qua không thể không thừa nhận, ý khiến của ông ta đánh trúng điểm quan trọng, dẫn đến sự chú ý của Cửu Thánh, thông qua xác minh, phát hiện các phái để lại đệ tử tinh nhuệ để chinh chiến trên chiến trường, như vậy làm yếu đi ý đồ của Cửu Thánh. Lúc này mới có chuyện danh sách bị trả về, đồng thời đóng băng hành động chiến sự. Chiến sự đóng băng, nước Tống vì vậy mà thoát được một kiếp, cũng khiến hoàng đế nước Tống hiện nay Ngô Công Lĩnh khoan được kẻ hở đạt được ngô công lĩnh hiện tại. Đây chính là nguyên nhân phiêu miếu các né tránh trực tiếp can dự vào phân tranh giữa các nước, tùy tiện quyết định, liền có thể thay đổi bố cục thiên hạ, rất dê xuất hiện hậu quả không thể khống chếm không thể không thận trọng. Như hữu đạo bây giờ mới biết nguyên do sự việc thay đổi, không khỏi trầm ngâm nói ẩn tướng. Một tên giả vô quần lạng yên không một tiếng động đánh chúng một điểm này ra chiều hướng thiên hạ, bảo vệ nước tống, xem ra người này quả thật có vài phần bản lĩnh. Toa như lai, like, quả thật có chút bản lĩnh. Ba đại phái nước Tống có thể thuận lợi lật đổ mục trác chân thay ngô công lĩnh thượng vị và sự phối hợp của văn võ bá quan toàn triều không thoát khỏi liên can, mà người triệu tập nội ứng ngoại hợp một lần lật đổ hoàng quyền mục trác chân chính là tử Bình Hưu. Căn cứ vào các loại dấu vết bên phía nước Tống mà phiêu miếu các được biết tỏ rõ, hành động mạo hiểm lần đó của tử Bình Hưu rất có khả năng là tên giả vô quần đó ở đằng sau bầy mưu tính kế. Tử Bình Hưu có thể trèo lên tướng vị, còn có phía sau mỗi lần quyết định trọng đại, đều tồn tại hình bóng người này, đây chính là nguyên nhân mà giả vô quần được xương là ẩn tướng. Nghiêu hiểu đạo nghe xong, muối ngón tay hai tay vịn trên chuôi kiếm đâm trên mặt đất bất an cửa quậy nhẹ, hiếp mắt nói, như mỗ có mắt không tròng, lại không biết thiên hạ chân hào kiệt. Ẩn tướng, xem ra quả thật danh bất hư truyền, người này quả thật không đơn giản, có cơ hội ngược lại muốn gặp gỡ. Toa như lai thuận miệng an ủi, người này ở sâu trong tử phủ, tới lui lặng lẽ, lại không vì công danh lợi lộc mà bị dụ dỗ, rất khiêm tốn, từ trước đến nay không khoa trương, lại chỉ là một phàm phu tục tử, không chú ý đến cũng rất bình thường. Chương 1588, ta không động tới ngươi, không có nghĩa là ta không biết một. Ngưu Hữu Đạo cười không nói, suýt chút nữa hồ đồ bỏ mạng ở Thiên Đô bí cảnh, hóa ra phía sau ẩn giấu nhân vật như vậy, thiếu chút nữa là chết oan uổng, nói chung từ thời khắc này trở đi, giả vô quần chính thức dẫn tới sự chú ý của hắn. Thấy dáng vẻ đó của hắn, Toa Như Lai cũng đoán được, vị này e là để tâm đến giả vô quần rồi, nhưng đây không phải điều mà ông ta quan tâm hỏi còn muốn biết gì nữa không nghiêu hữu đạo điều ta muốn biết quá nhiều rồi toa như lai chẳng lẽ người còn muốn ở đây nói chuyện trắng đêm với ta hay sao được vậy thì sau này có cơ hội tiếp tục thỉnh giáo tiên sinh nghiêu hữu đạo gật đầu một cái chỉ có điều lại dựng lên một ngón tay hỏi một chuyện cuối cùng toa như lai nói nghiêu hữu đạo ngài có cách nào đưa ta ra khỏi thánh cảnh không toa như lai nhíu mày không có sự đồng ý của cửu thánh Người bây giờ không thể rời khỏi thánh cảnh, người cũng không thể bảo ta nói giúp ngươi chứ. Thật sự muốn ra ngoài, người vẫn là tự mình nghĩ cách khác, không phải ngươi có thể liên hệ trực tiếp với Lam Đạo Lâm sao. Người vẫn là nghĩ cách bỏ chút công sức lên người Lam Đạo Lâm thì hơn, hoặc làm tìm người khác, nói chúng ta không thích hợp nói giúp ngươi, tình hình trước mắt ta cũng không tìm được cớ. Nghiêu hiểu đạo, và tiên sinh hiểu lầm ý của ta rồi, ý của ta là, dưới tình hình không kinh rộng đến bất kỳ ai, để ta lẳng lặng rời khỏi đây. Toa như lai người điên rồi sao? Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi thánh canh, ai có thể báo cáo? Nếu như ta đưa ngươi ra ngoài rồi, ta cũng không thoát khỏi can hệ. Ngưu hiểu đạo, cho nên hy vọng tiên sinh có thể lẳng lặng đưa ta ra ngoài, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến tiên sinh. Toa như lai nghiêm túc cảnh cáo nói, lối ra chỉ có một chỗ, muốn ra ngoài thì phải đi qua lối ra, mà lối ra có người của chín nhà liên hợp canh giữ, căn bản không thể lặng yên không một tiếng động mà ra ngoài chỉ cần có người đi ra sẽ bị phát hiện chỉ cần có người đi vào sẽ bị kiểm tra Người làm sao có thể không bị phát hiện nghiêu hữu đạo nhíu mày nói nhưng sao ta nhớ lần trước khi tôn phu nhân dẫn ta vào rất thuận lợi cũng không kiểm tra cẩn thận đã thả ta ra ngoài rồi nếu như ta cẩn thận ăn mặc cải trang kiểm tra không cẩn thận có lẽ không phát hiện nổi toa như lai like, đó là vì trên người la phương phỉ có lệnh bài đặc cách ra vào cũng chỉ có những người như chúng ta ra vào mới không bị kiểm tra hà khắc bởi vì những người chúng ta đề là cấp bậc đệ tử thân truyền của cửu thánh ra vào thường là vì làm việc cho cửu thánh làm việc gì cho cửu thánh đều thuộc cơ mật không cho người khác nhìn trộm cho nên mới dễ dàng ra vào như hữu đạo đúng vậy a à, vậy ngài đích thân dẫn ta ra ngoài không phải là được rồi sao chỉ cần ta ăn mặc cải trang cẩn thận có lẽ sẽ không có vấn đề gì sắc mặt toa như lai trầm xuống đây chính là nguyên nhân vì sao ta nói đưa ngươi ra ngoài ta cũng không thoát khỏi liên can nếu như ngươi mất tích rồi trong thánh cảnh nhất định sẽ tra xét nghiêm ngặt thế nào cũng hoài nghi có phải ngươi đã rời khỏi thánh cảnh mà có thể dẫn ngươi ra ngoài cũng chắc chắn là loại cấp bậc như ta chỉ cần tra xét người nào từng ra ngư ao lập tức sẽ có thể phát hiện ta từng đưa người ra ngoài người cảm thấy ta có thể thoát khỏi liên can sao thì ra là lo lắng cái này nghiêu hữu đạo hỏi cũng chính là nói ngài quả thật có thể đưa ta ra ngoài toa như lai ta thật sự có thể đưa ngươi ra ngoài nhưng ta không thể làm như vậy ánh mắt nghiêu hữu đạo hơi lóe lên chợt cười khoát tay nói, được rồi, nếu đã như vậy, chuyện này dừng lại ở đây, ta không nhắc nữa là được. thấy hắn từ bỏ, cảm giác bất an của toa Như Lai mới ổn định lại, hỏi, điều nên nói điều không nên nói ta cũng nói với người rồi, thành ý của ta người cũng thấy rồi, có phải nên để ta gặp con gái ta rồi không? Xế bàn, Như Hữu Đạo làm động tác vươn tay mời, vậy thì dẫn Tiên Sinh đi. Toa Như Lai lúc này bình tĩnh lại ngược lại không vội, cẩn thận hỏi, người ở nơi nào? Như Hữu Đạo, vì lý do an toàn khoảng cách có chút xa, ở một dãy gần hoang trạch tử địa, ta dẫn ngài đi là được. Gần hoang trạch tử địa, toa như là nhíu mày lầm bẩm một tiếng, suy tư một chút về khoảng cách, phát hiện quả thật có chút xa, cuối cùng lắc đầu nói, khoảng cách xa như vậy, người đi cùng ta không thích hợp, lỡ như bị người khác nhìn thấy ta đi cùng với người sẽ phiền phức. Chúng ta tách ra đi, người nói cái địa điểm cho ta, lát nữa ta với người gặp mặt là được. Chú ý cẩn thận cũng không phải không có lý, ngưng hiếu đạo lập tức làm theo, kể tường tận địa điểm cho biết, sau đó bản thân điều khiển đại bàng cánh xám đi trước một bước. Sau khi bay lên không, như Hiếu Đạo quay đầu lướt nhìn thung lũng kia, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, người sau màn khiến bản thân lo lắng cuối cùng cũng đã giải quyết. Hắn cũng không thể không thừa nhận, thu hoạch của lần gặp mặt Toa Như Lai này cực lớn, mà có được sự giúp đỡ của Toa Như Lai, đối với hành động sau này cũng sẽ sinh ra thuận lợi to lớn, lần mạo hiểm này đáng giá. Giải quyết xong việc hắn, kế hoạch tương lai của hắn cũng có lực lượng rồi, cũng dám thoải mái tay chân mà làm rồi. Đường dài đằng đẵng cho đến khi trời sáng, như hữu đạo cuối cùng cũng đến khu vực biên giới hoang trạch tử địa. Một đỉnh núi, cũng là đỉnh núi lần đầu vào hoang cổ tử địa bắt đầu và kết thúc tỉ thí kia. Đại bàng cánh xám đáp xuống đỉnh núi, như hữu đạo đáp nhảy xuống ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ tiếng gió, yên tĩnh. Trên đỉnh núi có một bộ hài cốt, như hữu đạo chăm chú nhìn thêm, nếu như đoán không sai, đó là hài cốt của Thái Thúc Sơn Thành, ban đầu ném ở đây không ai nhặt xác trên xương cốt có vết cắt, có lẽ là vết tích không biết bị động vật gì đó gặm ăn qua. Người của thế đạo này đối với xương cốt có thể nói là nhìn lắm thành quen, trong loạn thế của ngoại giới, thường xuyên có thể nhìn thấy thi thể ngã lăn bên đường, đều đã không cảm thấy kinh ngạc, càng huống hồ chi người có xuất thân như hắn, nhìn thấy rồi cũng không có cảm giác gì. Không bao lâu sau, có người lén lút lên núi, không phải ai khác chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Hắc Vân nhìn nhìn xung quanh, đi đến hỏi thế nào. Nghiêu hữu đạo, có lẽ không vấn đề gì, người đã mang đến chưa? Hắc Vân, mang đến rồi, không ở đây, cất giấu ở bên cạnh đầm lầy, lỡ như có biến dễ dàng kịp thời thoát thân. Nghiêu hữu đạo, có thể bảo đảm an toàn không? Hắc Vân, yên tâm, trong phương viên mấy chục dặm đều đã bố trí nhãn tuyến, có người tới không thoát nổi ánh mắt của chúng ta, một khi có biến sẽ kịp thời báo động. Tốt, Nghiêu hữu đạo yên tâm, gật đầu nói, đợi đi, có lẽ đợi không bao lâu. Quả nhiên đợi không bao lâu, Ước chừng sau nửa canh giờ, một con đại bàng xích liệp đáp trên đỉnh núi, toa như lai che ở trong áo khoác đen đến rồi. Phát hiện bên cạnh toa như lai xuất hiện một người tóc tai bù xù, toa như lai cảnh giác nói, "Ai vậy?" Như Hữu Đạo nói với Hắc Vân, nói miệng không bằng chứng, vẫn là tộc trưởng sử dụng một chút bản lĩnh biến hóa. Bây giờ, Hắc Vân kinh ngạc, Như Hữu Đạo gật đầu, "Bây giờ, làm phiền rồi." Toa như lai không biết hai người đang làm trò bí hiểm gì. Nói chung có thể thấy được Hắc Vân dường như có chút không tình nguyện, chỉ có điều thân hình thoát một cái, thời khắc cúi người không lưng thân hình nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt biến thành một con hắc hồ bốn chân chạm đất. Toa như lai giật mình không ít, thất thanh nói, "Hồ tộc." Hắc hồ dương mắt, dường như đang ngạc nhiên khinh thường ông ta, thân trước đột nhiên nhấc lên, thân hình biến lớn, nháy mắt lại hóa thành hình người. Nưu Hữu đạo cười tủm tìm nói, "Toa tiên sinh, giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là tộc trưởng hiện tại của hồ tộc Hắc Vân tiên sinh." chương 1589, ta không động tới ngươi, không có nghĩa là ta không biết hai. Tộc trưởng của yêu hồ nhất tộc, toa như lai càng ngày càng sợ hãi, có thể nói là chấn kinh, như hữu đạo thế mà lại được hồ tộc tín nhiệm, vậy mà lại ở chung với hồ tộc. Ông ta đương nhiên biết hồ tộc trời sinh tính cách đa nghi, việc mà cửu thánh phí hết tâm tư nhiều năm như vậy cũng chưa thể làm được, như hữu đạo thế mà lại làm được, có chút khó mà tin được. Vị này chính là đệ tử của La Thu Toa Như Lai. Nghiêu hữu đạo lại giới thiệu cho Hắc Vân một chút. Hắc Vân hừ hừ hai tiếng, thái độ có chút lãnh đạm, giữa vẻ mặt ẩn giấu chút phức tạp. Nghiêu hữu đạo quan sát sắc mặt có thể hiểu được, ở một mức độ nào đó mà nói Toa Như Lai và Hồ Tộc cũng có chút quan hệ. Vợ hiện tại của Toa Như Lai thế nhưng là con gái của lão tộc trưởng Hồ Tộc, nói đến vẫn là con rể của Hồ Tộc. Hân hạnh gặp mặt, Toa Như Lai chắp tay tỏ ý tôn kính với Hắc Vân, không đơn thuần là lời khách khí, mà cảm giác thật sự là hân hạnh được gặp mặt, nhưng đối phương dường như đối phương không quá bằng lòng phản ứng với ông ta, chỉ đành hỏi Nghiêu Hữu Đao con gái ta đâu, hay là muốn nuốt lời. Tiên sinh an tâm chớ vội, Nghiêu Hữu Đạo Trần An một câu, quay đầu nói với Hắc Vân, tộc trưởng, đem người đến đi. Hắc Vân quay người đi, đi đến bên cạnh cạnh núi, vung tay dùng sức đong đưa vài cái, sau đó mới đáp lại, chờ một lát, đưa tới liền. Ba người liền đợi trên đỉnh núi, đỉnh núi trong gió vù vù thổi qua, hai tay nghiêu hữu đạo đâm kiếm như cười như không đứng đó không nhúc nhích, Hắc Vân quay đầu nhìn về một phía, toa như lại thì nhìn nhìn bên này nhìn nhìn bên kia. Đợi một hồi như vậy, có hai người mỗi người ép một người kẹp ở bên hông, lách mình bay xuống đỉnh núi. Người mà hai vị trưởng lão hồ tộc mang đến chính là toa huyễn lệ và hướng minh, hai con tê tê ình đều đang hôn mê. Ánh mắt toa như lai gắn chặt vào con gái mình, mắt đầy vẻ lo lắng. Thả người đi, như hữu đạo dặn hò một tiếng, Hắc Vân cũng gật nhẹ đầu hai vị trưởng lão lập tức ra tay làm tỉnh con tin hai người yếu ớt tỉnh lại ánh mắt chạm đến trưởng lão hồ tộc toa huyễn lệ giống như phản xạ có điều kiện dãy dụa mãnh liệt sợ hãi lui lại phía sau nhà đầu không sau nữa rồi toa như lai lên tiếng Trấn an một câu toa huyễn lệ nghe thấy nhìn lại sau khi thấy khuôn mặt bên trong áo choàng đen nhanh chóng chạy đi trốn phía sau lưng toa như lai bất luận mối quan hệ cha con như thế nào nàng ta vẫn cho rằng cha là người đầu tiên có thể bảo vệ mình Hướng Minh tỉnh táo lại vừa nhìn thấy tình hình hiện trường, đoán được Đại Khái, Toa Như Lai có lẽ là đến giải cứu bọn họ. Hai bên có lẽ là đạt được thỏa thuận gì, Hồ Tộc mới chịu thả người, bọn họ có lẽ an toàn rồi. Ông ta lập tức nhanh chân đi đến trước mặt Toa Như Lai hành lễ, tiên sinh là thuộc hạ vô năng. Vẻ mặt áy náy, không sao, đều qua rồi. Toa Như Lai thản nhiên một tiếng, đồng thời quay người nắm cổ tay con gái, thi pháp kiểm tra thân thể của con gái, thấy không chịu tổn hại gì hướng minh quay đầu nhìn như hữu đạo mặt đầy ý cười thấp sóng nhắc nhở nói tiên sinh như hữu đạo và hồ tộc cấu kết chúng ta mắc bẫy của bọn họ ông ấy nhanh chóng kể lại một lượt quá trình sự việc xảy ra như hữu đạo nhún nhún vai dáng vẻ rất là xin lỗi toa như lai nghe xong ừm một tiếng ta biết rồi cũng chậm chậm buông lỏng tay con gái nói với con gái không sao là tốt rồi tiếp theo quay người về phía đám người như hữu đạo như hữu đạo cười nói toa tiên sinh như thế nào ta không nuốt lời chứ. Bây giờ ngài bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn họ đi, chỉ có điều chuyện trước mắt, e là cần bản thân ngài giải quyết rồi. Như hữu đạo chỉ chỉ đám người hắc vân, toa như là hiểu ý của hắn, việc cấu kết với hồ tộc không thể bại lộ, muốn ông ta nghĩ cách chặn miệng con gái và hướng minh. Toa như lai khẽ gật đầu, quay đầu hỏi hướng minh, thân thể ngươi không sao chứ? Hướng minh, không có vấn đề gì lớn, pháp lực bị cấm chế. Ta giải cho ngươi, thời khắc toa như lai vươn tay qua đó, đột nhiên hai ngón tay như kiếm, phốc một tiếng trực tiếp cắm vào tim của hướng minh, đồng thời một cỗ pháp lực mang tính phá hoại rót vào trong người hướng minh. Máu tươi ở ngực của hướng minh trừng to hai mắt, rất nhanh ở khóe miệng cũng trào máu ra. Hai mắt hai người nhìn nhau, hướng minh khiếp sợ, nghẹn ngào hỏi, vì sao? Toa như lai hờ hững nói, ta không động đến ngươi, không có nghĩa là ta không biết. Vẻ mặt hướng minh cười gượng, ta hiểu rồi. Hai mắt chầm chậm nhìn về phía toa huyễn lệ đang sợ ngây người, tiểu thư bảo trọng, từ nay về sau không thể tiếp tục đi theo người rồi, phải nghe lời tiên sinh, tất cả những điều tiên sinh làm đều là vì tốt cho người. Thân hình mềm nhũn ngã xuống, hướng minh ngã xuống, toa như lai đâm hai ngón tay vào ngực ông ta tạo thành hai lỗ thủng Pháp lực dập dờn khiến cho máu tươi dính trên ngón tay hóa thành từng sợi huyết vụ tiêu tán đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, toa huyến lệ sợ ngây người, quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của phụ thân, không thể tin nổi. Hướng minh không phải là người phụ thân tín nhiệm nhất sao? tại sao phụ thân lại ra tay giết chết hướng minh như hữu đạo nheo mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt ba người hắc vân nhìn nhau không nghĩ đến người mà bọn họ tốn hết công sức bắt sống dùng để áp chế lại bị đối phương giết chết chuyện gì xảy ra thế sớm biết như thế này bọn họ cũng không cần phí sức như vậy khi vết máu trên tay đã tan hết toa như lai đặt tay xuống từ trên cao nhìn hướng minh vẫn còn đang run rẩy dưới mặt đất lạnh lùng nói ta mặc kệ mấy năm nay ngươi thật tâm hay giả dối hoặc là vì che giấu nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc con gái ta nhiều năm như vậy sự chăm sóc của ngươi đối với nó đích thật dụng tâm cảm ơn ngươi ô ô hướng minh cứng cổ chỉ ô ô được hai tiếng miệng trào máu tươi không cách nào nói thành lời nhưng nghe toa như lai nói như vậy gương mặt ông ta hiện lên ý cười hai mắt dần dần ngưng trệ đầu lệch sang một bên không còn động tĩnh gì nữa hướng minh hướng tổng quản hướng bá Lấy lại tinh thần, tòa huyễn lệ đau lòng kêu lên, hoảng hốt quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy cổ hướng minh, liên tục gọi tên ông, hy vọng có thể đánh thức hướng minh, mong ông có thể sống lại. Nhưng vô dụng, mặc kệ nàng có gọi như thế nào, hướng minh cũng không đáp lại, hai mắt ngưng trệ đã mất đi động tĩnh và thần thái. Tòa như lai thở ra một hơi, trầm giọng nói, huyễn lệ, y đã đi rồi, tất cả đã xong. Tòa huyễn lệ đột nhiên buông tay đứng lên, giống như phát điên vọt đến trước mặt tòa như lai, nắm chặt vạt áo của ông, tức giận gào lên, vì sao lại giết ông ấy? Ông ấy không phải thủ hạ tâm phúc của cha sao? Tại sao cha lại giết ông ấy? Cha nói cho con biết đi, tại sao cha lại giết ông ấy? Vừa nói, nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa, toa như lại bị hành động không coi trọng ông của toa huyến lệ chọc giận, mắng to, chú ý hành vi của con, ta là cha của con đấy. Toa huyến lệ dùng sức xô đẩy, con không muốn cha, con chỉ muốn ông ấy sống lại, con muốn hướng bá sống lại. Cha ngay cả ông ấy cũng giết toa như lai like, vì sao ông lại vô tình vô nghĩa như thế ông có còn là người hay không toa như lai like dùng sức ghi bả vai của nàng lay like thật mạnh con tỉnh lại đi toa Huyến lệ khóc thét lên ta không tỉnh ông có biết không nhiều năm như vậy từ nhỏ ta đã được hướng bá chăm sóc vẫn là hướng bá ở bên cạnh làm bạn với ta bên cạnh ta không có người thân ông ấy chính là người thân giống như cha của ta như gia gia của ta vì sao ông lại giết ông ấy vì sao toa như lai like, ta muốn ông đền mạng, dứt lời, nàng vung hai tay, dùng sức bóp cổ toa như lai. chương 1590, ông là súc sinh. Ba người hắc vân nhìn nhau, con gái mà lại muốn giết cha, như hiếu đạo cũng có chút nhìn không nổi, giơ tay lên, muốn nói rồi lại thôi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đây là việc nhà của người ta, cộng thêm toa huyễn lệ cũng không có khả năng giết chết toa như lai. Hắn bỏ tay xuống, tiếp tục ở một bên nhìn xem. Việc nhà người ta thì cứ để người ta xử lý như lại đứng im bất động, mặc cho con gái bóp thế nào thì bóp. Nhưng nhìn ánh mắt của con gái, còn có gương mặt của ông, tất cả đều hiện lên cảm giác bi thương. Ông dường như không nghĩ đến con gái của ông lại đối với ông như vậy. Ông đã phí hết tâm tư bảo vệ con gái, nhưng nó lại muốn giết ông. Cảm giác bi thương phát ra từ chính tâm can, bản thân cứ tận lực khống chế không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người giống như gặp phải công kích hủy thiên diệt địa. Hai bàn tay yếu đuối của con gái bóp lấy cổ của ông đối với ông lúc này mà nói, không khác gì công kích tàn khốc nhất, chí mạng nhất. Sau khi bình tĩnh lại, ông vịn hai tay con gái vuốt xuống phần cổ tay đang bóp cổ của ông, dễ dàng đẩy các đầu ngón tay ra rồi bóp chặt, cố nén bi thương trong lòng, nghiêm giọng nói, nhà đầu, cha biết tình cảm của con đối với y, nhưng con nên hiểu, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Những gì mà y đối xử với con, tất cả đều có mục đích. Những gì mà con nhìn thấy đều là giả. Toa huyến lệ vùng vẫy điên cuồng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của phụ thân, lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói ông đang giảo biện cho mình vì sao trong mắt ông không bao giờ có người tốt vì sao trong mắt ông tất cả những người tiếp cận ta đều có mục đích hai người đàn ông tốt với ta nhất đều liên tiếp biến mất ông dám nói không phải ông làm đi ông nói cho ta biết có phải ông đã giết họ hay không bây giờ ông lại giết tiếp hướng bá vì sao ông không giết ta luôn cho rồi nhất định phải tra tấn ta như vậy trong thiên hạ này có người cha nào giống như ông không ông không phải phụ thân của ta ông không phải là người, ông là súc sinh. Toa như lai cả giận nói, con có biết con đang nói gì không? Con điên rồi à, nếu con muốn biết, vậy ta sẽ nói cho con biết, hướng minh không phải là tâm phúc của ta. Y không phải người của ta, y là người của sư phụ ta, La Thu, là người mà La Thu xếp vào bên cạnh ta. Toa huyến lệ ngừng khóc, nhất thời ngây người. Toa như lai nói tiếp, ta biết tình cảm của con đối với y. Ta biết con ỉ lại và tin tưởng y, đó chính là sự góp nhặt từ nhỏ đến lớn. Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con khó mà tiếp nhận. Nhưng con cứ nhất định phải như thế này, không phân biệt phải trái, ta đành phải nói cho con biết thôi. Toa huyến lệ bỗng thét lên, ông nói bậy, ông gạt ta. Ta không phải người ngu, hướng bá có đối xử tốt thật sự với ta hay không, có phải hư tình giả ý hay không, bản thân ta có thể cảm nhận được. Nếu ông ấy là người của La Thu, ông lại để ông ấy bên cạnh ta nhiều năm như vậy sao? Nếu ông ấy thật sự là người của La Thu, ông làm sao để ông ấy bên cạnh ta như vậy chứ hướng bá nhận ân trọng của ông và mẫu thân vẫn nhớ mãi không quên lại trung thành tuyệt đối với ông toa như lai hướng bá đến chết dù bị ông hạ độc thủ nhưng vẫn nói chuyện giúp ông ông ngay cả người chết cũng vu khống ông có còn lương tâm hay không toa như lai nói rất nhiều chuyện con không biết đâu quá trình mà ta và nương của con cứu hướng minh lúc trước thật ra là một tay la thua an bài mục đích là muốn lấy được sự tin tưởng của ta tiện xếp người của lão ta vào bên cạnh ta để cho ta xem như tâm phúc từ đó chịu sự giám sát của lão ta ta sở dĩ để y bên cạnh con cũng là một cách bảo vệ cho con con có hiểu hay không toa huyễn lệ kêu to ta không hiểu ông đang rảo biện cho mình ông lúc nào cũng lấy cớ toa như lai like, mặc kệ ông nói cái gì ta tuyệt đối không tin ông cái này như hiếu đạo bên cạnh chợt ho một tiếng toa thành chủ thứ cho ta chen vào một câu ý của toa tiên sinh ta đại khái cũng hiểu được một chút Chính vì hướng minh là người của La Thu, cho nên toa tiên sinh mới giả bộ không biết, đưa ngươi đến tay hướng minh, đồng nghĩa với việc ngươi hoàn toàn nằm trong sự khống chế của La Thu. La Thu bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý ngươi hoặc bắt ngươi. Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ngược lại sẽ không động đến ngươi. Toa tiên sinh đang dùng phương thức này để bảo vệ cho ngươi. Ngươi cầm miệng lại đi, toa huyến lệ chợt gào lên với nhiều hữu đạo, nhiều hữu đạo, ngươi cũng chẳng phải loại người tốt. Ngươi hèn hạ vô sỉ gạt ta, cố ý dụ chúng ta vào cạm bẫy, bây giờ còn chạy đến giả làm người tốt. Các ngươi rắn chuột cùng một ổ, đều không phải người tốt. Ta nói cho ngươi biết, hướng bá chết, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Trừ phi hôm nay ta chết ở đây, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như hữu đạo á khẩu không trả lời được, sám xịt sờ mũi của mình. Hắn hơi hối hận vì nhịn không được, chuyện nhà người ta, hắn không nên xen vào, đã xuất lực mà không có kết quả tốt, tự làm tự chịu hắn bị chửi không còn lời nào để nói đứng trên lập trường của đối phương còn mức độ tâm lý của đối phương lúc này hắn quả thật không phải người tốt lành điều này không cần giải thích lúc này có muốn giải thích cũng không rõ giảng đạo lý với phụ nữ nhất là phụ nữ đang bị tình cảm kích thích không phải tìm chết sao đương nhiên hắn cũng không quan trọng điều này hắn chưa từng cho rằng mình là người tốt như chính hắn đã nói sớm đã không phân rõ mình trắng hay đen toa như lai đột nhiên nói nhà đầu không phải con luôn muốn biết là ai đã giết mẫu thân của con sao. Ta vốn không muốn nói cho con biết, sợ con xúc động, sợ sẽ hại con, nhưng tình trạng trước mắt của con, không nói cho con là không được. La Thu, mặc dù không phải La Thu tự tay giết, nhưng chính La Thu đã hạ lệnh giết. Toa huyến lệ hai mắt đấm lệ kinh ngạc nhìn Toa như lai. Thật ra, khi mẫu thân của con vừa xảy ra chuyện, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Toa như lai kể lại những gì đã trải qua sự việc bắt đầu từ sư tỷ khổng linh lung đã chết của ông khi tuổi tác và tu vi của khổng linh lung đã đạt đến tình trạng nhất định liền có suy nghĩ muốn leo lên trên lại càng ngấp nghé quả vô lượng của vô lượng viên vừa lúc đồ đệ của khổng linh lung đang là người hầu bên trong vô lượng viên khổng linh lung liền âm thầm thông qua đồ đệ của mình tìm hiểu tình huống bên trong vô lượng viên sau khi tự mình nghe ngóng có một lần đồ đệ của bà đột nhiên nói giống như có ai đó đang theo dõi gã khổng linh lung giật mình lập tức kết thúc việc tiếp xúc với đồ đệ về sau la thu tìm đến bà nói con gái la phương phỉ làm áp lực với ông ta để thành toàn cho con gái la thu đã yêu cầu bà giết chết phu nhân toa như lai bảo bà làm mấy chuyện này kết hợp tiền căn lúc trước khổng linh lung biết la thu đã động sát tâm với bà không dung được bà nữa biết rõ sau khi bà ra tay đó cũng có thể là ngày chết của bà nhưng bà không thể không làm tuy nhiên trước khi ra tay bà ta đã lưu lại một đường cũng có thể nói là không muốn cho la thu được tốt hơn vì thế đã âm thầm để lại mật tín cho toa như lai nói rõ những chuyện đã trải qua khi toa như lai đọc được thư phu nhân của ông đã xảy ra chuyện bề ngoài là không chịu nổi áp lực mà tự vẫn khổng linh lung dự cảm không sai ngay sau đó bởi vì đệ tử bị bắt khai ra chuyện ngấp nghé quả vô lược bà đã bị la thu dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai xử lý ngay lập tức lúc đó toa như lai vô cùng tức giận nhưng nhiều hơn chính là bất an thấy La Thu đã động tay, lo một việc ra hai, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mục tiêu kế tiếp rất có thể là cha con bọn họ, hoặc có thể nói là con gái của ông Toa huyễn lệ. chương 1591, giải thích tốt nhất chính là không giải thích. Đối mặt với việc nhân lúc không có vợ mà vào dây dưa của La Phương Phỉ, để tự vệ, ông đã đồng ý tục huyền, cưới La Phương Phỉ làm vợ, điều kiện là La Phương Phỉ phải xem Toa huyễn lệ như con gái của mình. La Phương Phỉ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý. Trước khi cưới, ông lấy cớ sợ con gái nhìn thấy mình tái giá với người khác sẽ không vui, làm ầm lên khiến tất cả đều không cao hứng, liền đưa toa huyễn lệ ra khỏi thánh cảnh. Thật ra, ông sợ toa huyễn lệ gặp phải độc thủ. Nếu để toa huyễn lệ tiếp tục ở lại thánh cảnh, tiểu nha đầu này nói chuyện không biết nặng nhẹ, trở thành chỗ vướng víu cho la phương phỉ, lại cứ lắc lư trước mắt la thu, ai cũng không biết được la thu sẽ nổi ác ý lên lúc nào. Biện pháp tốt nhất chính là để la thu nhắm mắt làm ngơ. Ông cũng đã sớm biết hướng minh là do La Thu sắp xếp vào bên cạnh ông ta. Ông ta đưa tòa huyễn lệ đến thành trích tinh, để hướng minh chăm sóc, chẳng khác nào để La Thu nắm giữ tòa huyễn lệ. Nhìn như đưa dê vào miệng cọp nhưng trên thực tế lại như những gì Ngưu Hữu Đạo đã nói. Sau khi hình thành cục diện này xong, một khi con gái xảy ra chuyện, toa như Lai hoàn toàn có lý do hoài nghi là La Phương Phỉ làm, sẽ làm ẩm lên khiến La Phương Phỉ khổ sở. La Thu thương con gái, cộng thêm toa huyễn lệ đang nằm dưới sự khống chế của La Thu, ngược lại có thể ổn định La Thu. Có lẽ làm vậy sẽ khiến ông đánh mất con gái, nhưng hoàn toàn có thể đảm bảo bình an cho con gái lớn lên, vô sự cho đến ngày hôm nay. Về phần con gái hiểu lầm mình, đối với toa như Lai mà nói, chỉ là việc nhỏ. Còn cái gì có thể quan trọng hơn bình an của con gái chứ? Nghe xong những lời này, bản thân Nhiêu Hiếu Đạo cũng cảm thấy thổn thức, vô ý nhìn sang phản ứng của đám người Hắc Vân. Đám người Hắc Vân cũng cảm thấy bất ngờ hóa ra toa như lai cưới con gái lão tộc trưởng là vì nguyên nhân này. Toa huyến lệ nghẹn ngào lắc đầu, ta không tin, nếu không, vì sao ông lại không nói sớm cho ta biết. Toa như lai nói, từ nhỏ con đã không trải qua sóng gió gì. Con nhìn con bây giờ đi, con có thể khống chế được tình cảm của mình sao? Hướng Minh là người của La Thu, con quá tin tưởng y, con cảm thấy có một số việc ta dám nói cho con nghe sao? Một khi con có bất kỳ hành động lạ nào, bị La Thu phát hiện, cha con ta sẽ không còn mạng. La Thu không bao giờ lưu lại hậu hoạn bên cạnh mình. Đến lúc đó, La Phương phỉ có ra mặt cũng không bảo vệ được chúng ta. Nhà đầu, biết càng nhiều, đối với con càng không có chỗ tốt. Con cái gì cũng không biết, như vậy mới là an toàn nhất cho con. Toa huyến lệ nức nở, vậy vì sao bây giờ cha mới nói cho con biết? Ta đã nói, bây giờ không nói cho con biết là không được. Con hãy nhìn đi, bọn họ là ai? Toa như lại đưa tay chỉ đám người hắc vân, con tự mình trải qua, hẳn phải biết bọn họ đều là yêu hồ trong thánh cảnh là tử địch liều chết vẫn đối kháng chín thánh không phải con luôn nhớ thù của mẫu thân mình sao thù của mẫu thân con ta vẫn luôn nhớ kỹ còn có tương lai của con nữa vẫn luôn là tâm bệnh của ta nhà đầu bây giờ ta có thể đứng nói chuyện một cách hòa khí với bọn họ là vì ta và bọn họ đã trở thành một bọn vì sao ta muốn mạo hiểm với bọn họ bọn họ có thể cho ta được cái gì bọn họ có cho cũng không siêu việt bằng cái ta có bây giờ Sở dĩ như vậy là vì ta muốn báo thù cho mẫu thân của con, cũng là vì ta là một người cha, vì tương lai của con gái mình đánh cược một lần, không cầu con vinh hoa phú quý, chỉ cầu con có thể bình bình an an qua được đời này. Nhưng hướng mình đã nhìn thấy mọi thứ, trước kia ta không động y, nhưng bây giờ ta không cách nào buông tha y. Một khi y đem tình huống báo lại cho La Thu, cha con chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn con bảo ta phải làm sao bây giờ? Không phải y chết thì cha con chúng ta chết, con bảo ta lựa chọn ra sao? Vì sao? Vì cái gì mà người với người phải phân địch ta? Vì sao khắp nơi đều là người chết ta sống? Toa huyến lệ lắc đầu, một loạt sự việc diễn ra liên tiếp khiến nàng khó mà tiếp nhận và tiêu hóa. Nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu mà khóc. Cái gọi là thù của mẫu thân, thật ra nàng đã sớm quên đi. Khi rời khỏi mẫu thân, nàng vẫn còn quá nhỏ. dáng dấp của mẫu thân ra sao, nàng cũng đã quên mất. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ. Nhiều năm sống yên ổn, nhiều ít cũng có tác dụng tu thân dưỡng tính sở dĩ nàng nhớ mãi không quên mối thù của mẫu thân không quên thật ra không phải là thù giết mẹ mà là canh cánh phụ thân trong lòng tất cả hiểu lầm về phụ thân đều lộ ra hết trong lòng nàng còn có thể có mấy phần dành cho cừu hận luận chấp niệm nàng còn kém xa cha của mình vì sao như hữu đạo ngẩng đầu nhìn trời dường như cũng đang tìm kiếm đáp án toa như lai nói vì cái gì vấn đề này của con làm khó ta rồi đấy ta không biết nên trả lời con như thế nào. Ta cũng rất muốn biết vì sao khắp nơi đều muốn ngươi chết ta sống. Nhà đầu, không sai, những người đàn ông nói chuyện yêu đương với con là do ta giết. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, ta đã làm sai, ta nên để con chịu chút khó khăn mới có thể giúp con trưởng thành. Nhưng xuất thân của con đã chú định khó khăn mà con gặp không phải là khó khăn mà người bình thường gặp. Chỉ cần không cẩn thận, góp vào chính là cuộc đời của con. Đến lúc đó, có hối hận cũng không có khả năng cứu vãn đối mặt với những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận con, con bảo ta làm sao ngồi yên không để ý đến. Bây giờ, con chắc chắn đã biết cái gì là cảm thụ, nhưng con lại hỏi vì sao. Mặc kệ vì sao, con đã biết rồi, vậy từ hôm nay trở đi, hãy đối mặt với nó. Toa huyến lệ ngồi trên mặt đất, vùi đầu giữa đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Nhìn con gái, toa như lai thở dài, ném cho Nghiêu Hữu Đạo một ánh mắt rồi quay người bước sang một bên. Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm xoay người, theo toa như lai đến một bên an ủi không cần lo lắng con gái của ngài là người lương thiện sự việc đã rõ ràng rồi thời gian nữa sẽ ổn lại thôi toa như lai nói bây giờ ta đang cân nhắc có nên để nó quay trở về hay không như hữu đạo nói cái này ta không miễn cưỡng nếu toa tiên sinh cảm thấy nàng ấy phù hợp trở về thì cứ để nàng trở về nếu không muốn lưu nàng lại đây cũng được ngài cũng yên tâm hơn hồ tộc sẽ chăm sóc nàng thỏa đáng toa như lai liếc xéo, không khí ẩm mốc như vậy, hoang trạch tử địa là nơi người ở hay sao? Nó cầm y ngọc thực đã quen, nơi này sinh hoạt không tiện, cũng không thể bắt nó trốn xuống đầm lầy như yêu hồ được. Vạn nhất ra ngoài hưởng không khí bị người thánh cảnh nhìn thấy, phiền phức chọc ra bao lớn, người hẳn phải biết. Như hữu đạo nói, vậy thì để nàng trở về chứ biết làm sao. Toa như lai xoay người đối mặt, người nói nghe dễ dàng quá. Đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Nó mất tích nhiều ngày như vậy, ta phát động nhân thủ tìm kiếm khắp nơi, La Thu không có khả năng một chút phong thanh cũng không biết, khẳng định đã khiến ông ta chú ý. Bây giờ đám người hướng mình cũng đã chết, cuối cùng chỉ có một mình nha đầu này trở về, người giải thích như thế nào? Giải thích có rõ không? Dứt lời, ông ta chỉ nghiêu hữu đạo, người hãy nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Nghiêu hữu đạo thở dài, tòa tiên sinh, ta đã nói rồi, ta làm như vậy cũng là do không còn cách nào. Ai bảo trước đó ta nhiều lần nói muốn gặp mặt ngài, ngài lại không đồng ý bất đắc dĩ, ta đành phải sử dụng hạ sách này. Ngươi, toa như lai định trách móc tiếp, như hữu đạo vội đưa tay, tiên sinh muốn bảo vệ con gái, tâm trạng này ta hiểu. Nhưng bây giờ tranh luận với nhau thì còn có ý nghĩa gì? Tiên sinh yên tâm đi, ta đã dám làm, tất sẽ không để tiên sinh khó xử. chương 1592, Ngọc Thương tự tay giết chết thương kiến bá một Trước khi ra tay, ta cũng đã suy nghĩ kỹ cho tiên sinh, tuyệt không để tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, hao tâm tổn sức phí một vòng, lại còn không thả nổi cái rắm vậy thì mọi thứ có còn quan trọng nữa không? Bây giờ điều tiên sinh cần làm chỉ là đưa ra lựa chọn, để lệnh ái ở lại hay đưa lệnh ái về. Những gì còn lại, ta sẽ giúp tiên sinh giải quyết. Toa như Lai nói, để nó quay về dĩ nhiên là tốt rồi. Người còn biện pháp thích đáng nào sao? Nghe đối phương nói, ông ta cũng có chút chờ mong. Dù sao, ông ta giám sát đối phương lâu như vậy, biết như hữu đạo là người rất có thủ đoạn. Như Hữu Đạo nói, cứ nói con gái của ông bị hồ tộc bắt. Trong giọng nói của Toa Như Lai like không che giấu được sự tức giận, những người khác thì bị giết, còn con gái của ta lại không có việc gì, lý do này giải thích thông sao. Như Hữu Đạo bình tĩnh nói, nhằm vào người đa nghi, giải thích tốt nhất chính là không giải thích, để sự thật lên tiếng mới có thể khiến người ta tin phục. Không giết con gái ngài tất có nguyên nhân không giết, ngài mang một phong thư trở về, nói là thư của hồ tộc gửi ngài, nội dung trong thư là hồ tộc bắt con gái ngài làm con tin muốn gặp phu nhân la phương phỉ của ngài chỉ cần nhìn thấy la phương phỉ là sẽ thả con gái của ngài ngay dứt lời hắn móc một phong thư từ trong tay áo hai ngón tay kẹp lấy tùy ý đưa ra ngài cầm thư đưa cho la thu xem là được còn thư là hồ tộc làm sao giao cho ngài điều này không quan trọng tiên sinh chắc có thể tự mình bày ra một lý do chứ ngay cả thư cũng đã chuẩn bị xong ánh mắt toa như lai lóe lên sự hoài nghi đoạt lấy phong thư, mở ra xem trước một lần. Trước tiên ông ta phải biết rõ nội dung trong thư, nếu không, trong lòng không chắc sẽ không biết ứng đối ra sao. Nhưng càng xem, ông ta lại càng hoài nghi, đem La Phương Phỉ ra trao đổi, còn yêu cầu một mình La Phương Phỉ đến, La Thu có thể đồng ý sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, sẽ đồng ý. Tóm lại, sau khi La Thu đọc thư, sẽ hiểu vì sao hồ tộc lại bắt cóc con gái ngài, sẽ không hoài nghi gì đâu. Toa như lai xem lại nội dung trong thư một lần nữa, lắc đầu nói đơn giản như vậy thôi sao chữ viết lại viết ngoáy ta thật sự khó mà nhìn ra được la thu sẽ đồng ý trong đó chắc có ẩn tình nếu có không ngại nói cho ta biết chứ nếu không trong lòng ta sẽ không chắc chắn như hữu đạo nói không phải là ta không muốn nói cho ngài biết mà việc này liên quan đến một đoạn bí mật giữa la thu và hồ tộc la thu không muốn để người khác biết hồ tộc cũng vậy trước khi chưa có sự đồng ý của hồ tộc ta không thể ăn nói lung tung với bất kỳ ai được việc này không cần ngài nắm chắc trong lòng, ngài chỉ cần tỏ vẻ mình không hiểu vì sao con gái ngài bị bắt. Tóm lại, la thủ hiểu là được rồi. Quay đầu nhìn toa huyễn lệ vẫn còn ngồi xổm nước nở trên mặt đất, hắn nói tiếp cứ để cho nàng ở đây mấy ngày đi. Đợi la phương phỉ đến, nàng có thể trở về. Toa như lai nhìn con gái một chút, sau đó cất lá thư đi, ta không phải nghi ngờ ngươi, ngươi chẳng có lý do để hại ta. Chỉ là cảm giác mơ hồ chẳng tốt chút nào như hữu đạo chế diếu bây giờ ngài đã cảm nhận được cảm giác mơ hồ của ta lúc trước rồi sao thấy đối phương liếc xéo mình có vẻ như muốn tiếp tục tranh chấp hắn vội khoát tay được rồi trước khi đi ta còn có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh toa như lai cũng không khách sáo ta không thể ở lâu có dám mau thả đi như hữu đạo nói ta muốn biết nguyên nhân cái chết của đông quách hạo nhiên toa như lai cảm thấy ngoài ý muốn đông quách hạo nhiên là sư phụ đã dẫn người gia nhập thượng thanh tông nghiêu hữu đạo đáp là ông ấy khi ta gia nhập thượng thanh tông đúng lúc gặp phải thượng thanh tông thay đổi lớn trưởng môn đường mục và sư phụ ta đông quách hạo nhiên đã trải qua một đoạn tai kiếp đồng thời gặp nạn còn có một nhóm đệ tử tinh nhuệ của thượng thanh tông cũng chính vì vậy mới dẫn đến thượng thanh tông không người kế tục huyền náo thiếu chút nữa đã để ta lên làm trưởng môn ta muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì toa như lai hỏi người đã rời khỏi thượng thanh tông vì sao còn để ý đến thượng thanh tông như vậy Nhiêu Hữu Đạo nói, không phải là để ý Thượng Thanh Tông. Đông Quách Hạo Nhiên có ơn chi ngộ đối với ta, ta muốn biết ai đã ra tay hạ độc thủ với ông ấy. Nếu ngài có thể nói, cho người chết một công đạo tất nhiên là tốt rồi. Đương nhiên, ta càng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Toa Như lai suy nghĩ một chút rồi đáp, việc này ta cũng có chú ý nhưng không tìm hiểu quá kỹ. Đối với thánh cảnh mà nói, cho dù là đệ nhất đại phái nước Yến năm đó là Thượng Thanh Tông, ta cũng không để vào mắt. Huống chi sau khi nó bị chỉnh, thành người xa cơ thất thế, ta lại càng không để vào mắt hơn. Bị chỉnh, như hữu đạo chợt lên tiếng cắt ngang, ý của ngài là, sở dĩ thượng thanh tông xuống dốc là vì bị thánh cảnh chỉnh. Toa như lai gật đầu, điều này có gì kỳ quái đâu. Bị chỉnh đâu chỉ một mình thượng thanh tông, các môn phái tu hành ở các nước đều là cường giả vi tôn. Khi các nước võ triều vỡ vụn, số tròn lấy trăm, các môn phái tu hành trong nội bộ các nước coi trọng cường giả vi tôn cũng không có gì quan trọng, nhưng khi các nước chiếm đoạt lẫn nhau, trở thành cục diện như bây giờ, một môn phái cường thế thu hoạch tài nguyên có thể hiệu lệnh một nước là không thể coi thường. Thánh cảnh dần dần phát hiện lực hiệu triệu của một môn phái quá mạnh. Thế lực quá khổng lồ không phải chuyện tốt, trước khi cục diện mất đi khống chế, nhất định phải ngăn lại. Các thế lực môn phái lớn cấu kết với nhau trong nội bộ một nước cũng chính là hình thức ba đại phái lớn bây giờ. Dưới hình thức này, ba đại phái sẽ ngăn cản lẫn nhau. Mặc kệ nhà ai độc đại, chỉ cần thánh cảnh cảm thấy cần phải tham gia một hai, có thể lợi dụng hai nhà khác đè xuống một nhà độc đại kia. Thượng Thanh Tông đã xuống dốc theo hướng như vậy, đừng nói là Thượng Thanh Tông trước đây, mà giáo sau này, khi danh tiếng đang thịnh, có danh xưng là thiên hạ đại phái, cuối cùng thậm chí còn kinh động đến La Thu Đích Thân ra mặt can thiệp. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, La Thu tha cho ma giáo một con đường sống. Nghe nói, hữu sứ ô thường của ma giáo có tình nghĩa kết bái với sư nương ta, là do sư nương ta nói giúp ô thường. Cho dù là vậy, sau khi ô thường trở thành một trong chín thánh, dưới đủ loại nguyên nhân bức bách, vẫn khiến cho ma giáo tan rã. Đứng ở độ cao của chín thánh, tất nhiên phải giữ gìn lợi ích giai tầng. Thượng Thanh Tông sau khi xuống dốc đối với thánh cảnh mà nói, còn không bằng một môn phái nhỏ, thánh cảnh nào để trong mắt chứ. Trong một môn phái nhỏ, chết một vài người cũng chẳng đáng chú ý. Ánh mắt nghiêu hữu đạo lóe lên, nguyên nhân là thu tha cho ma giáo một con đường, hắn đã nghe hồ tộc nhắc qua, nên cũng biết ít nhiều. Đương nhiên, đây không phải là lúc quan tâm những chuyện này. Hắn hỏi tiếp, nghe nói năm đó Thượng Thanh Tông và Ninh Vương Thương Kiến Bá bị quấn vào một chỗ. Hành động của bọn họ đã rước lấy sự bất mãn của phiêu miểu các. Thương Kiến Bá chết không phải vì cái này sao? Toa như lai hỏi lại, người hoài nghi cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên có liên quan đến phiêu miều các. Như Hữu Đạo nói, người ta đồn rằng, Ninh Vương chịu sự chèn ép của giới tu hành. Cuối cùng, Đông Quách Hạo Nhiên, Đường Mục và Ninh Vương lại xảy ra chuyện cùng một thời gian, Toa như lai lắc đầu, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Lời đồn đại đó không phải nhất thời mà có, trước khi Ninh Vương xảy ra chuyện đã sớm có lời đồn. Nếu là phiêu miểu các thật sự nhầm vào, phát hiện manh mối đã sớm giết chết, cũng không chờ đến khi bọn họ xảy ra chuyện mới ra tay. chương 1593, Ngọc Thương tự tay giết chết thương kiến bá hai. Đương nhiên, lời đồn này cũng đã khiến phiêu miểu các cảnh giác. Không có lửa làm sao có khói, sự việc tất có nguyên nhân trong đó không thể không điều tra xác minh sau khi tra ra kết quả chúng ta đã phát hiện là do hoàng đế nước yến thương kiến hùng cùng với đại tư không đồng mạch bên dưới liên thủ làm ra mục đích đúng là vì chèn ép thương kiến bá sở dĩ kéo luôn toàn bộ giới tu hành cùng một chỗ chèn ép thương kiến bá cũng là vì thương kiến bá tay cầm hổ lang năng trinh thiện chiến đánh đâu thắng đó thế lực các nước không thừa cơ hạ ông ta mới là lạ trong mắt thánh cảnh đấu qua đấu lại mới là chuyện bình thường hòa hợp êm thấm ngược lại sẽ khiến cho thánh cảnh khẩn trương. Còn chó cắn chó, bọn họ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, không để ý đến. Thì ra là thế, như hiểu đạo gật đầu nhưng vẫn còn nghi hoặc, vẫn là câu nói kia, ngài không cảm thấy kỳ quái khi đám người đông quách hạo nhiên và ninh vương đồng thời xảy ra chuyện. Toa như Lai nói, sự việc đã rất rõ ràng, bọn họ cùng một bọn, cùng xảy ra chuyện có điều gì kỳ quái đâu. Khoan đã, như hiểu đạo đưa tay ngăn Toa như Lai nói tiếp, ta hơi bị ngài làm cho hồ đồ rồi ta có một vấn đề, cách lý giải của ta và ngài hình như không giống nhau. Toa tiên sinh, có phải ngài đang giấu giếm ta điều gì trong việc này hay không? Toa như lai hỏi, đã như vậy rồi, ngươi cảm thấy ta cần phải giấu giếm ngươi sao? Như Hữu đạo hỏi tiếp, vừa rồi ngài nói bọn họ cùng một bọn, xảy ra việc cũng không có gì kỳ quái, đúng không? Cho dù phiêu miểu các chướng mắt thượng thanh tông, không quan tâm sống chết của bọn họ, chẳng lẽ đối thủ đối với cái chết của Ninh Vương nắm binh quyền nước Yến cũng không quan tâm chút nào sao? ngụ ý là nếu đã xảy ra chuyện phiêu miểu các chú ý đến nguyên nhân cái chết của ninh vương nhưng tại sao lại không biết đông quách hạo nhiên cũng đã xảy ra chuyện toa như là hiểu ý của ngưu hữu đạo lập tức giải thích phiêu miểu các biết nguyên nhân cái chết của ninh vương nhưng chúng ta xác thực không biết rõ cái chết của đông quách hạo nhiên phiêu miểu các cũng không đề cập đến chuyện liên quan đến thượng thanh tông nhưng thượng thanh tông và ninh vương là cùng một bọn đồng thời xảy ra chuyện lý giải án cùng một chỗ có cái gì không đúng sao khi ninh vương xảy ra chuyện đám người đông quách hạo nhiên hoàn toàn có khả năng có mặt tại hiện trường. Binh biến vây công, gặp tai kiếp cũng là chuyện rất bình thường mà. Nghiêu hữu đạo vẫn cảm giác hai người đang ông nói gà bà nói vịt, một lần nữa sắp xếp lại chủ đề, được rồi, không nói Thượng Thanh Tông. Ý của ngài là, nói cách khác, ngài biết Ninh Vương gặp phải binh biến là chuyện gì xảy ra. Toa như Lai nói, không phải ta biết, mà là phiêu miểu các cha ra được. Ta cũng là xem hồ sơ bí mật của phiêu miểu các mới biết được mà thôi. Đương nhiên, bên trong khu vực cơ mật của phiêu miểu các cất giữ rất nhiều hồ sơ bí mật ta cũng không có khả năng xem xét toàn bộ hồ sơ bí mật trong mấy trăm năm vừa qua ta chú ý đến điều này cũng là vì thăm dò tình huống liên quan đến ngươi mà phát hiện thôi như hữu đạo nói ta không quan tâm điều này ta chỉ muốn biết binh biến khó hiểu kia là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều hoài nghi là do hoàng đế nước yến thương kiến hùng làm có phải như vậy hay không toa như lai nói đích thật là do thương kiến hùng làm Ta nhớ trong hồ sơ bí mật có nói về trận tập kích đó. Ninh Vương tùy hành với hơn 2.000 nhân mã, trên đường bị 30.000 đại quân vây công. Đám người Ninh Vương toàn quân bị diệt, như Hữu Đạo nói, đây chính là điều mà ta cảm thấy nghi ngờ. Người khác không rõ chiến lực của anh Dương Vũ Liệt Vệ, nhưng ta lại biết được ít nhiều. Hộ vệ tùy hành của Ninh Vương đều là nhân mã tinh nhuệ của anh Dương Vũ Liệt Vệ, mà lúc đó Ninh Vương lại là bạn tốt của cao thủ bài danh thứ ba trên đan bảng là Tân Vô Trân. Có Tân Vô chân bảo vệ, cộng thêm quyền thế trên tay Ninh Vương, dù sao vẫn có thể tìm được một số tu sĩ đầu nhập vào làm hộ vệ. Hơn nữa, Ninh Vương năng trinh thiện chiến, cho dù đánh không thắng, ba chục nghìn đại quân vây công cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hai nghìn thiết kỵ của Ninh Vương phá vây, ít ra là không thể toàn quân bị diệt. Cuối cùng, ngay cả một người sống cũng không còn, thậm chí tu sĩ bên cạnh Ninh Vương không một ai trốn thoát, kể cả tân vô chân cũng chết luôn. Phản quân vây công cũng không thoát khỏi số mệnh, vì thế không ai biết hiện trường đã xảy ra chuyện gì hết thảy đều không có chứng cứ. Cái này quá không bình thường, toa như Lai nói, chẳng có gì là không bình thường cả. Đây là tập kích được bố trí tỉ mỉ, bí mật chỉ huy phản quân tấn công là một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ yến kinh vương hoành. Vì lần tập kích này, Thương Kiến Hùng thậm chí đã để đồng mạch âm thầm mời Hiểu Nguyệt Các ra tay giúp đỡ. Hiểu Nguyệt Các vì thế đã bí mật xuất động rất nhiều cao thủ. Như Hiểu Đạo giật mình, ngài nói là Hiểu Nguyệt Các có tham gia vào việc tập sát Ninh Vương. Toa như lai gật đầu, có một lần toàn bộ cao thủ của hiểu nguyệt các đều dốc hết lực lượng, thậm chí ngọc thương còn tự thân xuất mã. trong tình huống nguy hiểm trước mắt, tân vô chân đã bảo vệ thương kiến bá thoát thân nhưng đã bị ngọc thương cản lại. dưới sự vây công của ngọc thương và một số cao thủ hiểu nguyệt các, tân vô chân đã bị giết chết. còn ngọc thương đã tự tay giết chết thương kiến bá. hai nghìn thiết kỵ đối mặt với mấy trăm cao thủ hiểu nguyệt các, còn có ba chục nghìn đại quân vây công, không ai may mắn thoát khỏi. sau khi đắc thủ, ba chục nghìn đại quân vây công cũng bị tổn thất nặng nề sau chuyện này vương hoành lại cùng với hiểu nguyệt các hợp mưu hạ thuốc vào thức ăn của tàn quân sau đó người của hiểu nguyệt các đã tàn sát sạch sẽ hơn chục nghìn tàn quân này lúc đó toàn bộ người của hiểu nguyệt các đều che mặt thật ra vương hoành cũng không biết người hiệp trợ ông ta tập sát là ai bên phía triều đình nước yến biết được chân tướng cũng chỉ có thương kiến hùng và đồng mạch nhưng biết cũng vô dụng thương kiến hùng và đồng mạch không dám tiết lộ việc mình làm sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với nội bộ nước yến, mà hiểu nguyệt các cũng không dám tiết lộ huyết án bọn họ tham gia. một tổ chức sát thủ dám ra tay với một trọng thần như thế sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, không một nước nào có thể dung được. bây giờ hiểu nguyệt các lập quốc, lập trường cũng giống như các nước, tất nhiên lại càng không dám thừa nhận. còn người nhiều hữu đạo hơi rút lại, trong lòng cảm thấy nặng nề, vương hoành chết, đồng mạch cũng chết. nói cách khác, bên phía triều đình nước yến bây giờ cũng chỉ còn một mình thương kiến hùng biết chuyện. Mà tại sao phiêu miểu các lại biết rõ tình huống như vậy? Hay phiêu miểu các cũng có người tại hiện trường? Toa như lai gật đầu, lần đó, người của hiểu nguyệt các xuất động rất nhiều, trong đó có lẫn mấy người của phiêu miểu các, phiêu miểu các làm sao mà không biết chuyện gì xảy ra chứ? Không đúng, như hữu đạo đột nhiên kêu lên, không phải không một ai may mắn thoát khỏi sao? Ngay cả tân vô chân cũng chết, đường mục và đông quách hạo nhiên cũng có mặt, vì sao lại tránh được một kiếp? Toa như lai giật mình, như lời ông ta đã nói, ông ta không quá chú ý chuyện của thượng thanh tông nhưng bị nghiêu hiếu đạo hỏi như thế sự việc liên kết cùng một chỗ bản thân ông ta cũng phát hiện có điểm bất thường ông ta do dự một chút rồi đáp chẳng lẽ khi chuyện xảy ra hai bên không ở cùng một chỗ ánh mắt nghiêu hiếu đạo hiện lên vẻ hoài nghi không biết toa như lai có phải cố ý gạt hắn hay không hắn tiếp tục truy vấn điểm đáng ngờ còn nữa mặc dù hiểu nguyệt các vì tiền làm việc nhưng tham gia những chuyện có ảnh hưởng quá lớn này hiểu nguyệt các lòng mang chí lớn, sẽ không vì tiền mà không quan tâm. Số tiền này phải nhiều đến cỡ nào mới có thể đả động hiểu nguyệt các. chương 1594, bí ẩn, toa như Lai nói, không phải vì tiền, là thương kính, là thương kinh lập quốc của hiểu nguyệt các. Thương kính, như hữu đạo mở to mắt, ngài nói sở dĩ đồng mạch đả động được hiểu nguyệt các là vì lấy thương kính ra làm thù lao. Toa như Lai gật đầu, đúng vậy, như hữu đạo sầm mặt, toa như Lai. Ngài đang nói đùa hay là đùa ta vậy? ta nói cho ngài biết, dồn ta vào chỗ chết, hôm nay hai cha con ngài ai cũng đừng hỏng sống sót rời đi. Trước đó còn nói chuyện rất tốt, bây giờ lại trở mặt, toa như lai nheo mắt hỏi, như hữu đạo, người có ý gì? Như hữu đạo cười lạnh, thương kính cái rắm thương kính trên tay hiểu nguyệt các là do lão tử đưa cho bọn họ. Thương kính vốn nằm trong tay của ta, nói lời này, hắn cũng có ý định thăm dò, chính hắn cũng không loại trừ được đông quách hạo nhiên làm thế nào có được thương kính dù sao thương kính cũng xuất hiện ngay lúc xảy ra chuyện toa như lai sướng sốt của ngươi cho không đúng khi hiểu nguyệt các lập quốc cũng đã đưa thương kính cho phiêu miểu các chứng minh bọn họ có tư cách lập quốc lúc đó ta còn chấp trưởng phiêu miểu các ta cũng có hỏi ngọc thương là từ đâu mà ông ta có thương kính lời ông ta nói hoàn toàn khớp với hồ sơ bí mật ông ta nói đây là thù lao của đồng mạch đưa cho hiểu nguyệt các như hữu đạo trầm giọng nói ngọc thương nói là đồng mạch cho ông ta toa như lai đáp không sai Ngươi còn nói là ngươi cho ngọc thương như vậy giữa hai người tất sẽ có một người nói dối nghiêu hữu đạo nói ta cần lừa ngài trong mấy chuyện này sao ta có đưa thương kính cho ngọc thương hay không ta còn không biết rõ à toa như lai nói cứ cho là ngươi đưa đi làm sao ngươi biết thương kính ngươi đưa cho ông ta là thật nghiêu hữu đạo vừa bực mình vừa buồn cười hắn tự tay phá giải bí mật bên trong thương kính là thật hay không hắn còn không rõ ràng sao đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy thương kính nằm trong tay ta nhiều năm ta há không biết thực hư à toa như lai hoài nghi hỏi người lấy thương kính ở đâu chính là đông quách hạo nhiên cho ta lúc đó ta bị trọng thương tỉnh lại nghiêu hữu đạo đem tình huống gặp được đông quách hạo nhiên kể cho toa như lai nghe nói mình tuân theo phân phó của đông quách hạo nhiên đến thượng thanh tông ở giữa tất nhiên có chuyện đông quách hạo nhiên giao phó thương kính hắn nói xong phát hiện toa như lai đang mở to mắt nhìn hắn không khỏi hỏi một câu chuyện gì vậy biểu hiện của toa như lai trở nên ngưng trọng trầm giọng hỏi người nói lúc đó người bị một con quạ đen có thể hóa thành hình người tập kích bên ngoài ngôi miếu nhỏ như hữu đạo đáp không sai một con quạ đen tràn ngập tà khí hai mắt đỏ bừng có thể hóa thành hình người toa như lai buộc miệng nhà tướng đối với câu trả lời này như hữu đạo cũng không cảm thấy kỳ quái thật ra hắn cũng đoán ra được hôm nay xem như xác nhận lại thôi cái vật mà ông nói chính là nha tướng Mặt toa như lai lạnh lại, thu thập anh linh người chết, rót âm khí lên trên người quả đen, đem quả đen luyện chế thành tà vật người không phải người, quỷ không phải quỷ để khống chế, chính là ma. Đây là bí pháp của ma giáo. Theo ta được biết, người biết thuật pháp này bây giờ chỉ có ô thường của thánh địa thiên ma. Nhà tướng trông coi vườn vô lượng đều do ô thường luyện chế. Chỉ một mình ô thường biết thôi sao? Như hữu đạo hỏi, phiêu miểu các chú ý ninh vương, chẳng lẽ không nghe qua một tin đồn ở Yến Kinh, Ninh Vương đã từng luyện chế ra 100.000 nha tướng à? Toa Như Lai nói, 100.000 nha tướng tập kết thành quân, đủ để quét ngang đại quân các nước. Chuyện lớn như vậy, phiêu miểu các làm sao mà không chú ý. Về sau, không phải Thương Triều Tông cũng đã nói rõ chân tướng sao? Chỉ vì ổn định Thương Kiến Hùng không hạ độc thủ với Thương Triều Tông mà thôi. Nhà tướng chính là ma, khu ma khống ma, ma dễ khống chế như vậy sao? Huống chi 100.000 ma vật, việc này ngay cả bản thân ô thường cũng không tin nổi. Có thể nói, một khi ô thường có thể luyện chế nha tướng số lượng nhiều, thế lực chín thánh ai lớn hơn ông ta chứ? Một trăm nghìn nha tướng là chuyện không thể nào, như hữu đạo cao mày. Hắn tất nhiên cũng có nghe nha tướng là vật của ma giáo, đoán chừng cũng có rất nhiều người nghe nói qua. Nhưng lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi nha tướng là của đông quách hạo nhiên. Mặc dù về sau Lam Nhược Đình đã giải thích theo một cách khác với triều đình nước Yến, nói là vì bảo vệ thương triều tông mà nói bừa hắn cũng đã hỏi Lam Nhược Đình, vì sao lại nói bừa chuyện 100.000 nha tướng như vậy. Sở dĩ hỏi câu hỏi này, là vì hắn tận mắt nhìn thấy nha tướng. Lam Nhược Đình cũng đã giải thích, sở dĩ nói như vậy là vì có một lần, ông trong lúc vô tình ở Ninh Vương phủ nghe được cuộc nói chuyện giữa sư phụ mình là Lạc Thiếu Phu và Ninh Vương Thương Kiến Bá. Trong câu chuyện có đề cập đến chuyện luyện chế 100.000 nha tướng. Cũng chính vì cái này mới có câu chuyện hoang đường kia. Nhiều hữu đạo vẫn cho rằng Lam Nhược Đình không nói thật, cũng không phải là không có căn cứ. Đông Quách Hạo Nhiên có mối quan hệ với Triệu Hùng Ca, mà quan hệ giữa Triệu Hùng Ca và Ma giáo lại không rõ ràng, cộng thêm hắn tận mắt nhìn thấy nha tướng tồn tại, lại còn xuất hiện bên cạnh Đông Quách Hạo Nhiên. Nhưng bây giờ nghe toa Như Lai nói như thế, quan niệm vốn có lại bị lật đổ, không có khả năng luyện chế ra 100.000 nha tướng. Nói cách khác, hoài nghi của hắn là sai. Sau khi suy nghĩ rõ ràng được một chút, Nghiêu Hữu Đạo nói, nếu chỉ có ô thường luyện chế nha tướng mà nha tướng lại xuất hiện lúc đông quách hạo nhiên chết nói cách khác đông quách hạo nhiên chết có liên quan đến ô thường không sai toa như lai chính vì nghĩ đến điều này sắc mặt mới trở nên ngưng trọng đông quách hạo nhiên chết lại liên quan đến ô thường một trong chín thánh việc này khó tránh có chút không thể tưởng tượng được đừng nói đông quách hạo nhiên cho dù toàn bộ thượng thanh tông ô thường muốn tiêu diệt cũng chỉ cần một câu mà thôi toa như lai không hiểu cho lắm như hữu đạo nói, còn tại sao thương kính lại xuất hiện trong tay đông quách hạo nhiên? Rốt cuộc đám người đường mục đã gặp chuyện gì, chắc ngài không biết. Trước khi chết, đường mục từng hạ lệnh, không cho phát tang, hình như cố ý che giấu ngày chết của mình. Còn nữa, đường mục hẳn không biết đông quách hạo nhiên đã xảy ra chuyện. Nếu không, cũng sẽ không truyền vị cho đông quách hạo nhiên. Toa như lại xác nhận lại lần nữa, thương kính là do chính tay người giao cho Ngọc Thương. Như hữu đạo nói, hỏi lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói xong, hắn dường như hiểu ý của đối phương, như vậy Ngọc Thương nói không trung thực rồi, nhưng tại sao lại ăn khớp với ghi chép trong hồ sơ bí mật của phiêu miều các? Ánh mắt toa như lai lấp lóe, có người sửa đổi ghi chép trong hồ sơ bí mật. Gương mặt như hữu đạo khẽ động, phun ra một cái tên, ô thường. Toa như lai trầm giọng nói, người bình thường hoàn toàn không có khả năng tiến vào trọng địa cơ mật để chỉnh sửa hồ sơ bí mật. Ngoại trừ ô thường, chỉ sợ cũng không còn ai khác chỉ có như thế mới có thể trùng khớp với những gì ngươi nói bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngưng trọng chuyện toa huyễn lệ bị bắt cóc bị gác sang một bên nhưng tại sao ô thường lại làm như vậy toa như lai chợt lẩm bẩm dường như nghĩ mãi cũng không ra như hữu đạo nói rất nhiều chuyện không cần phải nghĩ phức tạp cũng không cần để ý đến những bí ẩn loạn thất bát tao trực chỉ điểm mấu chốt là được địa vị của ô thường bây giờ cái gì cũng không thiếu lại có cơ thể trường sinh bất tử nếu thật sự ông ta đang làm cái gì, nguyên nhân chỉ sợ có một mà thôi. Trải qua sự nhắc nhở của Ngưu Hữu Đạo, toa như lai chấn động, gần từng chữ áp đảo chín thánh. Phù, Ngưu Hữu Đạo chợt thở ra một hơi, xem ra cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên có ẩn tình khác. Đường mục trông cậy vào Đông Quách Hạo Nhiên, ai ngờ Đông Quách Hạo Nhiên cũng chết. chương 1595, nhớ kỹ người muốn gặp người hình dáng ra sau một. Chân tướng bị mai một, rốt cuộc sự thật là gì? Toa tiên sinh, việc này chỉ sợ ngài phải hao tâm tổn trí chú ý một chút. Nếu phát hiện vấn đề gì, hãy kịp thời thông báo cho ta một tiếng. Cẩn thận một chút, tận lực đừng đánh rắn động cỏ. Nếu thật sự là ô thường, một khi bị lão ta phát giác. Dù sao chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sợ rằng hậu quả khó mà liệu. Toa như lai khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút rồi cũng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời gác việc này sang một bên. Ông nhìn như hữu đạo, nói có chuyện ngươi cần phải đáp ứng ta thấy gương mặt của toa như lai cực kỳ nghiêm túc, nhiều hữu đạo hơi ngơ ngác, chợt cười nói, tiên sinh nói không có lý gì cả. Ta ngay cả chuyện gì cũng không biết, làm sao mà đáp ứng ngài được. Toa như lai có vẻ phiền muộn, chúng ta đều ở trong phong vân biến ảo, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Sinh sinh tử tử chỉ là chuyện sớm chiều, nếu như, ta nói là nếu như, nếu như ta xảy ra chuyện gì, người hãy đáp ứng ta, giúp ta chăm sóc nhà đầu huyễn lệ cho thật tốt. Ta không cần ngươi hao tâm tổn trí quá nhiều, tìm cho nó một nhà tốt gả vào là được. Nó không hợp với mấy chuyện mưa gió bên ngoài, cho nên tìm nhà bình thường gả vào mà thôi, trải qua khoảng thời gian yên bình. Không cần quá đại phú đại quý, cho dù cuộc sống có khó khăn một chút, dù sao vẫn còn tốt hơn là mất mạng, giúp cho nó tránh xa cảnh gió tanh mưa máu. Ngươi hãy đồng ý với ta chuyện này. Như hữu đạo cười khổ, ta không dám tùy tiện nhận lời tiên sinh. Ai chết trước, chúng ta còn chưa nhất định, con gái của ngài vẫn do ngài chăm sóc thì tốt hơn. Toa Như Lai nói, khi còn ở bí cảnh thiên đô, ta đã từng cân nhắc gả nha đầu đó cho ngươi. Bởi vì ta cảm thấy, với năng lực của ngươi, ngươi nhất định có khả năng bảo vệ nó. Nhưng bây giờ ngươi hãm quá sâu rồi, đành phải thôi. Nếu ngươi chết trước ta, xem như ta chưa nói gì, có được không? Như Hữu Đạo nói, nếu ngài đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì được chứ? Ta chỉ có thể nói rằng đến đó rồi tính, nếu thật sự đến ngày đó, ta sẽ cố gắng hết sức mình nhìn con gái vẫn còn ngồi trên mặt đất, toa như lai nói, người đưa tin cho La Thu, vậy ta đi trước hay là người đi trước? Hai người không tiện rời khỏi cùng một lúc, Nghiêu Hữu Đạo đưa mắt nhìn quanh, ngài đi trước đi. Toa thành chủ còn phải ở đây một thời gian, nên để nàng phối hợp thì phải để nàng phối hợp. Ta sẽ giúp ngài khuyên nàng ấy. Toa như lai phất tay, xích liệp điêu đang đậu trên đỉnh núi lập tức vỗ cánh bay đến, lướt qua bên cạnh ông ta. Ông lách mình nhảy lên, thuận theo gió bay về phía xa. Nhìn một lát, Nghiêu Hiếu Đạo quay lại, nhìn thi thể của hướng minh, sau đó ra hiệu Hắc Vân Thu dọn hiện trường sạch sẽ. Sau đó, hắn bước đến bên cạnh tòa huyễn lệ đang còn ngồi trên mặt đất, thở dài nói, tòa thành chủ, sống chết của phụ thân ngươi chỉ dựa vào một suy nghĩ của ngươi. Thánh địa Đại La, Thánh điện Đại La, trong cung điện trống rỗng, tòa như lai đang khoanh tay đứng chờ. Đợi một lát, La Thu một thân thanh sam từ đằng sau không nhanh không chậm bước ra. Tòa như lai chắp tay hành lễ, sư tôn. La Thu ừng một tiếng, nhìn Toa Như Lai like từ trên xuống dưới, người mới ra ngoài một chuyến sao. Toa Như Lai like cung kính đáp vâng, La Thu nói, nghe nói con gái của người mất tích, người đang tìm kiếm khắp nơi, đã tìm được chưa? Toa Như Lai like đáp, hồi xưa tôn, đã tìm được, huyễn lệ bị người ta bắt cóc. Bắt cóc, La Thu hơi ngoài ý muốn, cười lạnh, bên trong thánh cảnh còn có người ăn nhiều chết no làm chuyện này sao? Người xác nhận nó bị bắt cóc, chắc hẳn cũng biết là ai làm. Là ai? Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai đã lớn mật như thế. Toa Như Lai hạ thấp người nói, là yêu hồ tộc. Yêu hồ, là thu hơi cao mày. Toa Như Lai nói, chuyện nhà của đệ tử, vốn không dám quấy rầy sư tôn. Việc tìm được huyễn lệ xem như xong, nhưng chuyện phát sinh trước mắt đệ tử không dám làm chủ, cũng không dám giấu giếm sư tôn. Ông móc bức thư từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên, đây là thư yêu hồ tộc đặc biệt gửi đến cho đệ tử, mời sư tôn xem qua. Yêu hồ gửi thư cho ngươi. Ánh mắt La Thu hiện lên vẻ ngờ vực, vừa nói vừa đưa tay nhận lá thư mở ra xem. Toa như lai cung kính trả lời, vâng, đệ tử vừa trở về, nghe người bên dưới nói có người gửi thư cho đệ tử. Đệ tử mở ra xem, mới biết được là thư yêu hồ gửi. La Thu không biết có nghe lọt lời này hay không, chỉ là sau khi đọc xong nội dung lá thư, con người của ông ta co rụt lại, một tay nắm chặt lá thư, ánh mắt không thể rời khỏi trang giấy. Toa như lai yên lặng chờ bên cạnh, một lát sau, không thấy La Thu có phản ứng, giống như hóa đá ánh mắt dường như lộ rõ sự phức tạp không có gì có thể nói rõ được toa như lai cũng cảm thấy kỳ quái ông cũng đã đọc qua nội dung lá thư đơn giản chỉ nói toa huyễn lệ đang nằm trong tay hồ tộc nói hồ tộc có người quen của la phương phỉ đã lâu không gặp bây giờ muốn la phương phỉ đến gặp mặt một lần cam đoan không gây bất kỳ thương tổn gì cho la phương phỉ đương nhiên trong thư cũng nhấn mạnh chỉ một mình la phương phỉ đến đó mà thôi chỉ cần la phương phỉ đi hồ tộc cam đoan toa huyễn lệ không có việc gì nếu không đồng ý, hồ tộc không đảm bảo an toàn cho toa huyễn lệ. Còn lại chính là địa điểm gặp mặt, nội dung trong thư không rõ ràng, cũng rất ngắn gọn. Chỉ có bấy nhiêu, muốn La Thu đồng ý để con gái của mình mạo hiểm là chuyện có thể sao. Toa Như Lai rất khó hiểu về điều này, nhưng như Hữu Đạo đã nói rất chắc chắn, hẳn cũng sẽ không lừa ông ta. Ông ta cũng muốn thử một lần, nhưng nhìn phản ứng chấn động trước giờ chưa có của La Thu, bức thư này hình như không đơn giản. Nếu không, sẽ không làm la thu thất thố như thế một lúc lâu sau toa như lai lên tiếng gọi sư tôn la thu lấy lại tinh thần thuận tay đưa bức thư ra sau lưng hình như không có ý trả lại cho đối phương ngươi đã xem qua nội dung trong thư yêu hồ muốn bắt thê tử của ngươi để đổi lấy con gái của ngươi ngươi cảm thấy thế nào toa như lai nói đệ tử sẽ không vì con gái mà để thê tử đi mạo hiểm chỉ là lá thư này khiến đệ tử không hiểu thậm chí còn hoài nghi không biết có nên tin hồ tộc hay không chẳng lẽ sư tôn không cảm thấy khả nghi sao la thua ừng một tiếng hỏi tiếp khả nghi ở chỗ nào toa như lai nói ai cũng biết la phương phỉ là con gái của người bắt con gái của sư tôn đổi con gái của đệ tử đệ tử làm sao có thể đồng ý còn nữa trong thư có nói hồ tộc có người quen biết cũng nhiều năm không gặp muốn gặp phương phỉ theo đệ tử được biết phương phỉ chưa từng tiếp xúc với hồ tộc cũng không hề tham gia hoạt động săn giết yêu hồ của yêu hồ ti tại sao lại có người quen cô ở hồ tộc chứ một điểm nghi ngờ khác chính là, huyễn lệ rất ít đến thánh cảnh, làm sao hồ tộc biết được đường đi của huyễn lệ chứ? Nếu thật sự là hồ tộc, để gặp được La Phương Phỉ, bọn chúng đã phải bỏ ra biết bao công sức. Để gặp La Phương Phỉ, hồ tộc đáng làm như vậy sao? Cho nên, bức thư này rất khả nghi, trong đó nhất định có điểm kỳ quặc, xin sư tôn minh giám. Đệ tử cũng khẩn cầu sư tôn phát hiệu lệnh điều tra chân tướng của sự việc này, để sớm ngày giải cứu huyễn lệ. La Thu hỏi, ngoại trừ hồ tộc, người còn manh mối nào khác không? Toa như Lai nói, trước mắt thì không có. La Thu hỏi tiếp, vậy người có liên lạc với người đưa thư không? Toa như Lai đáp, không liên lạc được. Người bên dưới ngay cả người đưa thư tới cũng không biết được rõ ràng. La Thu nói, nếu chỉ có chút manh mối này, muốn cứu con gái của ngươi, tạm thời chỉ có thể thuận theo đường dây này mà đào xuống. Đây mới là phương pháp nhanh gọn nhất, chương 1596, nhớ kỹ người muốn gặp ngươi hình dáng ra sau hai. Cái này toa như lai do dự sư tôn không thể để phương phỉ đi mạo hiểm được la thu hỏi người có đưa thư này cho phương phỉ xem chưa vẫn chưa cũng không dám đưa cho nàng xem sợ nàng xúc động toa như lai đáp la thu đưa bức thư đang đặt đằng sau lưng ra đưa cho phương phỉ xem đi để nó tự quyết định nếu nó muốn đi bảo nó đến gặp ta sư tôn điều này toa như lai làm ra vẻ khó xử ông biết một khi đưa thư cho la phương phỉ la phương phỉ nhất định sẽ đồng ý Ông không tin La Thu không biết điều này. Sao? La Thu hử mũi, giống như đang hỏi, người dám chống lại ý của ta. Vâng, toa như là nhận lấy bức thư, chắp tay cáo lui, nhanh chóng rời đi. La Thu chậm rãi quay đầu nhìn một bức thạch điêu trên vách tường trong cung điện. Bên trên là hình ảnh của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Ông ta nhìn chầm chầm vào bức hình, là nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn sống? Bỗng quát lớn, người đâu? Phương phỉ các, ngồi dưới mái hiên có màn tơ che, sau khi xem xong bức thư, La Phương phỉ giật mình ngẩng đầu hỏi, "Huyễn Lệ bị Hồ tộc bắt? Tại sao lại như vậy?" Nghe nàng hỏi, Toa Như Lai thở dài, "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Việc này vốn không muốn nói cho nàng biết, là Sư Tôn bắt ta đem thư cho nàng xem. La Phương phỉ lo lắng hỏi, "Thật sự là Hồ tộc làm sao? Nếu muội đi, có thật sẽ trao đổi được Huyễn Lệ trở về?" Toa Như Lai nói, "Cũng không biết, Sư Tôn bảo ta hỏi ý kiến của nàng." nếu nàng đồng ý thì đến gặp sư tôn sư tôn hẳn có chuyện muốn dặn dò la phương phỉ liên tục gật đầu huyễn lệ là con gái của huynh cũng là con gái của muội con gái gặp nạn chỉ cần có thể cứu con bé muội tất nhiên là đồng ý muội đi gặp phụ thân ngay nói xong nàng không chút do dự quay đầu đi toa như lai đột nhiên kéo cánh tay của nàng lại la phương phỉ quay đầu hai người bốn mắt nhìn nhau toa như lai nói nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ có thể sẽ rất nguy hiểm Nàng thật sự muốn đi sao? Ánh mắt La Phương Phỉ chợt hiện lên sự nhu tình, sư huynh lo lắng cho an toàn của muội. Biểu hiện của toa Như Lai like vô cùng phức tạp, ông hiểu tình cảm của người phụ nữ này đối với ông, nhưng cũng vì hiểu rõ, ông mới sợ, sợ có một ngày ông không kìm lòng nổi, cho nên ông vẫn luôn giữ khoảng cách. Sau một hồi do dự, ông chợt nói, "Phương Phỉ, có một số việc ta hy vọng nàng có thể hiểu. Những gì mà ta làm, thật ra cũng chỉ vì tốt cho nàng, có ngày nàng sẽ hiểu rõ thôi." La Phương phỉ cười tươi như hoa, mặc kệ sư huynh làm gì cho muội, đời này chỉ cần được ở cùng với sư huynh, muội đã không oán không hối rồi. Toa như lại buông La Phương phỉ ra, tránh đi ánh mắt của nàng, đi, để ta đi với nàng. Hai người rời khỏi hiên cát, thẳng đến thánh điện Đại La. Khi hai người đến, lập tức nhìn thấy La Thu đang ngồi một mình trong đại điện, cả hai nhanh chóng tiến lên hành lễ. La Thu hỏi, nhà đầu, con đã đọc qua thư rồi chứ? La Phương phỉ gật đầu, con đã đọc qua cha, con đồng ý đi. Toa Như Lai khoát tay nói, sư tôn, việc này quá mạo hiểm. Chúng ta có thể đổi cách khác. La Thu nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, huyễn lệ là con gái của ngươi, phương phỉ là thê tử của ngươi. Nói cách khác, huyễn lệ cũng là cháu ngoại của ta, ta sao có thể thấy chết không cứu. Ngươi yên tâm đi, việc này ta biết rõ trong lòng, không có việc gì đâu. Ngươi lui xuống trước đi, Toa Như Lai do dự một chút, cuối cùng chấp tay cáo lui. Đợi Toa Như Lai rời đi, la thu nhìn con gái chậm rãi hỏi nói mấy lời đó chỉ là để làm nó yên tâm chuyến đi này có lẽ thật sự có nguy hiểm con không sợ sao la phương phỉ cười khổ cha con hoàn toàn không có người quen nào ở hồ tộc cả bức thư này rất kỳ lạ nếu nói không sợ là giả con nhiều ít cũng cảm thấy sợ hãi nhưng cha ơi con sợ hơn chính là người một nhà bất hòa la thu nói nhà đầu ngốc con coi nó như châu báu si mê như vậy đáng giá không con bảo người làm cha như ta làm sao chịu nổi cha không có người ngoài la phương phỉ ôm lấy cánh tay của la thu nũng nịu con cảm thấy vui không được sao người lớn nhưng tính tình chẳng lớn chút nào đã là đại cô nương rồi ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa la thu rút cánh tay của mình về nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ ôn nhu hiếm có tuế nguyệt vô tình lòng người khó lường thiên địa bất nhân rất nhiều chuyện ông ta đã sớm chết tâm nhưng đây là lúc ông ta hưởng thụ nhất sau khi rút cánh tay về, ông ta đột nhiên nghiêm túc, nhà đầu, cha cần phải nhắc nhở con, tòa Huyễn lệ là con của người phụ nữ kia, nếu cứu không được, nó xem như cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ đó, hoàn toàn trở thành người của con. con không suy tính một chút sao? La Phương phỉ lập tức trợn mắt, cha, cha nói cái gì đó, con thật lòng xem Huyễn lệ là con gái của mình mà. La Thu nói, nếu con đã không đi không được, vậy thì thôi, yên tâm đi, hồ tộc không làm gì tổn thương con đâu thấy ánh mắt nghi ngờ của con gái giống như không biết vì sao ông lại chắc chắn như vậy la thu vội sửa lời có cha ở đây hồ tộc không dám làm gì con không cần phải sợ hãi nói xong ông ta thuận tay lấy một bình xứ nhỏ đưa cho nàng con thoa thuốc này lên người một khi có biến ta có thể tìm thấy con bất cứ lúc nào la phương phỉ tiếp nhận bình xứ mở ra người ngửi cũng không ngửi được mùi gì la thu tiếp tục nói nhớ sau khi đến hồ tộc gặp người nào của của hồ tộc con hãy nhớ kỹ dáng dấp của người đó trở về thuật lại cho cha nghe còn nữa chuyện con gặp mặt với người của hồ tộc không được tiết lộ ra ngoài đương nhiên cha biết con gái của cha đã lớn cùi trò bắt đầu hướng ra ngoài con sẽ không giấu giếm toa như lai like, nhưng ta vẫn là câu nói kia tận lực đừng lộ ra ngoài đây chỉ vì tốt cho con hiểu chưa la phương phỉ đáp vâng con nhớ rồi cha sẽ sắp xếp thật tốt đi đi không cần sợ la thu hất cằm ra ngoài mười mấy con phi cầm cỡ lớn cùng nhau bay ra khỏi thánh địa Đại La. Tuy hồ tộc yêu cầu chỉ một mình La Phương Phỉ, nhưng bên này vẫn phải có cao thủ hộ tống trên đường. Chỉ khi nào gần đến mới để La Phương Phỉ đi một mình. Toa như Lai cũng có mặt trong đoàn người. Sau khi bay lên không, ông quay đầu nhìn tòa thánh điện trên đỉnh núi cao nhất, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Đúng như Nghiêu Hữu Đạo đã nói, La Thù thật sự đồng ý để La Phương Phỉ đi cứu nhà đầu toa huyễn lệ. Thậm chí còn không thèm kiểm chứng. Đây quả thật là việc không thể tưởng tượng nổi. Ông ta ý thức được đằng sau nhất định đang che giấu một chuyện nào đó, nhưng như hữu đạo không nói, hồ tộc không nói, ông cũng không còn cách nào. Hồ tộc không để ý đến ông, hoặc có thể nói là không tin tưởng ông, ông căn bản không có cách câu thông với bọn họ. Nhưng có một điều mà ông tin tưởng, như hữu đạo đã sắp xếp như thế, hẳn ông không cần lo lắng việc con gái ông còn sống trở về sẽ khiến La Thu hoài nghi. Như hữu đạo làm vậy là có nắm chắc, cũng chính vì vậy, ông mới nhớ đến việc ông ép Ngưu Hữu Đạo đến đường cùng ở bí cảnh Thiên Đô. Nhưng chẳng những không thể bức tử, mà Ngưu Hữu Đạo còn lấy được vị trí số 1 trở về cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước mắt chính là đáp án, từ lúc bắt con gái của ông, Ngưu Hữu Đạo đã dự mưu hết thảy, sớm đã giải quyết xong nỗi lo về sau, vừa có thể dùng thủ đoạn cực đoan buộc ông ra gặp mặt, lại còn hóa giải ảnh hưởng do hành động cực đoan này sinh ra. Nói cách khác, bắt đầu từ ba bản trình báo liên tiếp của Ngưu Hữu Đạo ở thành Vấn Thiên, hắn đã chuẩn bị làm nền cho hành động bắt cóc của mình. Nếu không, sẽ hoàn toàn không có không gian hoạt động phía sau. Sư huynh, không cần lo lắng, huyễn lệ có thể bình an trở về mà. Ngồi chung một ngựa, La Phương phỉ thấy biểu hiện thay đổi của phu quân, tưởng ông đang lo lắng, không khỏi lên tiếng an ủi. chương 1597, La Thu ra tay. Toa như lai khẽ lắc đầu, ông không phải lo lắng điều này, ngược lại trong lòng còn không chút lo lắng. Bởi vì ông phát hiện, tất cả đều nằm trong dự mưu của tên nghiêu hữu đạo kia, ngay cả La Thu cũng bị kéo vào một cách im lặng. Ông đột nhiên cảm thấy người mà ông lựa chọn còn giỏi hơn cả bản thân ông mong muốn. Tình thế phát triển giống như đã bị nghiêu hữu đạo khống chế. Nghiêu hữu đạo câu thông được với hồ tộc, rõ ràng đã bắt đầu nắm giữ thế cục thánh cảnh trong tay. Trường lão của một môn phái mới tiến vào thánh cảnh, nhưng đã có thể tạo ra được thế cục bên trong thánh cảnh. Đây là điều mà ngay cả ông cũng khó mà làm được, vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của ông chính xác mà nói sau khi gặp mặt nghiêu hữu đạo ông có cảm giác nghiêu hữu đạo đã đảo khách thành chủ nghiêu hữu đạo đã lôi ông ra khỏi bức màn trực tiếp cho ông nhìn thấy lực lượng của hắn cấu kết với hồ tộc thuộc hạ còn có cao thủ nguyên anh kỳ ông từ tình huống khống chế đằng sau biến thành không thể không hợp tác với nghiêu hữu đạo tình huống trước mắt ông khó mà hành động được gì ông bị buộc bước ra đằng sau phối hợp với hắn quyền chủ động giữa hai người hình như đã nằm trên tay nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo đã nói rõ ở thánh địa sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Trong lòng đã biết rõ, hiển nhiên sẽ không như vậy mà bỏ qua. Về sau, nhất định sẽ còn có hành động, và ông thật sự không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ còn làm ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định một điều, một loạt hành động của Ngưu Hữu Đạo đều từng bước sự mưu, giống như đang từng bước thúc đẩy. Bước kế hoạch kế tiếp, rất có thể Ngưu Hữu Đạo đã sớm ấp ủ xong. Ông ta đột nhiên cảm thấy giật mình trước khả năng của Ngưu Hữu Đạo, đồng thời cảm thấy may mắn vì ông đã tìm đúng người. Từ đó, ông lại càng chờ mong đối với việc về sau. Ông biết, kết quả mà ông muốn nhìn thấy, nhất định phải do loại người như Nghiêu Hữu Đạo thực hiện mới có khả năng đạt thành. Những người khác không có năng lực bằng hắn, điều này không liên quan gì đến tu vi cao thấp cả. Trên đường suy nghĩ, bất giác đã đến biên giới của hoang trạch tử địa. Mười mấy con phi cầm rơi xuống đất, toa như Lai và La Phương phỉ nhìn nhau. Giờ chia tay sắp đến rồi, nàng phải đến đó một mình, đã nhớ kỹ địa điểm chưa? Toa Như Lai hỏi, La Phương phỉ gật đầu, huynh yên tâm đi, muội đã ghi nhớ địa điểm. Muội có thể tìm thấy, Toa Như Lai nói, hãy cẩn thận một chút, La Phương phỉ đáp vâng, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp huyến lệ bình an trở về. Cho dù muội có gặp nguy hiểm cũng sẽ không để huyến lệ xảy ra chuyện, huynh yên tâm đi. Một câu khiến lòng Toa Như Lai run lên, ông sợ nhất là cái này, quả nhiên, ông có chút không khống chế nổi mình, đột nhiên giang hai tay ôm lấy La Phương phỉ vào lòng, ôm thật chặt ông biết chuyến đi này của la phương phỉ sẽ không có việc gì nhưng vấn đề là la phương phỉ chẳng biết gì cả la phương phỉ kinh ngạc thậm chí có chút trở tay không kịp lần đầu tiên được sư huynh cư xử như vậy nàng hơi không quen nhưng ngay sau đó gương mặt của nàng trong nháy mắt tỏa sáng vui đến mặt đỏ hồng trở tay ôm toa như lai sư huynh không có việc gì đâu ừm ta tin rằng nàng sẽ không có việc gì toa như lai khẳng định sau đó đẩy nàng ra chân thành nói ta chờ nàng trở về Vâng, La Phương Phỉ liên tục gật đầu, cả người trong nháy mắt tràn ngập dũng khí và lòng tin. Nàng quay đầu bước đi, một mình nhảy lên một con phi cầm, khống chế nó bay lên không, xông về phía khu vực đầm lầy minh mông. Nhìn người biến mất, toa như lai like quay đầu nhìn xung quanh, duy trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Rõ, một đám người chắp tay lĩnh mệnh, trên bầu trời mục tiêu đã định, La Phương Phỉ xác định một chút, ở trên không lượn vòng, lấy tấm bản đồ ra so sánh. Xác nhận không sai, La Phương Phỉ điều khiển phi cầm lượn xuống một đảo hoang nho nhỏ dưới đầm lầy. Hai chân xích liệp điêu vừa chạm đất, nàng cũng đã nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước bùn trong đầm lầy ngẫu nhiên phát ra bọt khí ửng ực. Đối mặt với yêu hồ một thân một mình chống lại chín thành nhiều năm không dứt, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, tăng cường cảnh giác. Bên trong tịch mịch, dáng người xinh đẹp không ngừng xoay quanh, ta đến rồi, các ngươi ở đâu, còn không mau ra đây. Ôm ụp, ôm ụp, vừa mới nói xong đằng sau liên tiếp vang lên âm thanh của bọt khí la phương phỉ nhanh chóng quay đầu lại chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn bốn bóng người từ trong đầm lầy xuất hiện trong đó có một người được một lão giả ôm lấy người bị ôm chính là toa huyễn lệ đang bất tỉnh nhân sự la phương phỉ gấp giọng hô to huyễn lệ huyễn lệ gọi vài tiếng không thấy toa huyễn lệ có bất kỳ phản ứng nào la phương phỉ nổi giận chỉ tay vào một người đàn ông áo đen tóc tai bù xù đang ôm một con ngân hồ quát mắng yêu nghiệt các ngươi còn không thả nàng ra con tin đang trong tay đối phương, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông áo đen ôm con ngân hồ chính là Hắc Vân, đi cùng là hai vị trưởng lão, nghe đối phương mắng bọn họ là yêu nghiệt, thần sắc ba người trở nên phức tạp nhưng cũng không tức giận. Đứng trước mặt La Phương Phỉ, Hắc Vân nhìn nàng từ trên xuống dưới, mũi hít hà trong không khí, gật đầu nói là ngươi. Năm đó khi gặp ngươi, ngươi vẫn còn là đứa trẻ nằm trong tã. Thoáng một cái, ngươi đã lớn như vậy rồi. Ngươi rất giống mẹ của ngươi, rất xinh đẹp. La Phương phỉ hoài nghi hỏi, ngươi đã gặp ta, còn gặp cả mẹ ta. Hắc Vân nói, chuyện đã qua rồi. La Phương phỉ nói, là ngươi muốn gặp ta. Hắc Vân cúi đầu nhìn con ngân hồ còn đang ngủ trong lòng, không phải ta, là bà ấy muốn gặp ngươi. Yêu hồ, La Phương phỉ kinh ngạc, nhìn con ngân hồ cực kỳ xinh đẹp kia, cũng không suy nghĩ gì. Bây giờ nàng quan tâm nhất chính là toa huyễn lệ, ta đã đến rồi, các ngươi còn không mau thả người chẳng lẽ các người muốn nuốt lời sao hắc vân nói người yên tâm đi chúng ta không có ác ý người đã đúng hẹn đến đây chúng ta sẽ giữ lời thả người chỉ là không cần gấp như vậy mà thôi ngươi ngươi không muốn gặp bà ấy hay sao hắc vân chỉ vào ngân hồ trong lòng bà ấy là lão tộc trưởng của chúng ta ngươi cũng đã gặp bà ấy khi còn bé la phương phỉ nhìn chằm chằm con ngân hồ thấy nó vẫn đang ngủ say không khỏi quát nó đang ngủ rất ngon thì có đừng rông dài nữa bà ta muốn gặp ta, bảo bà ta tỉnh lại gặp ta là được. Hắc Vân lắc đầu, bà ấy vì bảo vệ con gái của mình mà lột mắt dọc, bị thương nặng, thường xuyên chìm vào giấc ngủ say. Một năm chỉ tỉnh lại một khắc, trước mắt vẫn chưa thể thức tỉnh, La Phương phỉ nhìn vết sẹo trên mi tâm ngân hồ, lại càng cảnh giác nếu vẫn còn chưa tỉnh, tại sao lại muốn gặp ta? Đám yêu nghiệt các người rốt cuộc muốn làm gì? Các người đang có ý đồ gì vậy? Hắc Vân nói, hàng năm, khi bà ấy tỉnh lại, đều sẽ nhắc đến ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng từ đó đến nay vẫn không có cơ hội. Lần này, ta từ miệng của các thành viên phiêu miểu các đến hoang trạch tử địa, mới biết được cháu gái của tuyết lão yêu sắp lập gia đình, đồng thời cũng biết con gái phu quân của ngươi có quan hệ không tồi với cháu gái của tuyết lão yêu, chắc chắn sẽ đến tham gia hôn lễ. Đúng là không nằm ngoài sở liệu, rốt cuộc cũng để cho chúng ta tìm được cơ hội mời ngươi đến đây. Chỉ đáng tiếc, mặc dù đã mời được ngươi, nhưng thời gian lại không trùng hợp, không phải là lúc lão tộc trưởng chúng ta tỉnh lại. Lão tộc trưởng không cách nào tận mắt nhìn thấy ngươi, nhưng tốt xấu cũng là gặp mặt một lần, chúng ta xem như thỏa mãn tâm nguyện của lão tộc trưởng. Ngươi hãy đến đây, không ngại nhìn kỹ bà ấy một chút, ít ra cũng nên nhớ kỹ hình dáng của bà ấy thế nào. Nếu sau này gặp lại, ngươi cũng còn nhận ra được bà ấy. Chương 1598, đạo gia bảo ta đến tìm ngươi một. Nghe xong, người được có mùi kỳ quái, La Phương phỉ khó hiểu. Vì sao lão tộc trưởng của các ngươi muốn gặp ta? Hắc Vân lắc đầu, có cơ hội tất nhiên sẽ để cho ngươi biết. Bây giờ biết nhiều quá sẽ không tốt cho ngươi. Còn chưa nói xong, một trưởng lão hồ tộc đang cảnh giới một bên đột nhiên nói cẩn thận. Trên không trung xuất hiện một điểm đen nhanh chóng lao xuống, mơ hồ có tiếng rít gào. Đi, ngẩng đầu nhìn trời, Hắc Vân gấp giọng hô một tiếng, giống như không nghĩ đến trên không trung lại có người. Có thể không bị pháp nhãn của bọn họ phát hiện nói rõ phi cầm tòa kỵ của người đến siêu việt đến cỡ nào, đồng thời tu vi của người này là có thể nghĩ, nếu còn không chạy thì chính là chờ chết. Một trường lão hồ tộc ném tòa huyễn lệ ra, khiến cho La Phương phỉ không thể không tiếp. Ba người hắc vân lách mình vào đầm lầy, nhanh chóng thoát đi. Người từ trên không trung lao thẳng xuống. Khi đến gần mặt đất, bên trong đại bào đột nhiên đánh ra song trường, cách không đánh về phía mặt đất. Pháp lực bành trướng, uy áp mặt đất, giống như thiên uy giáng xuống tình huống chung quanh đảo hoang trên đầm lầy như xảy ra hiện tượng kinh đào hải lãng. Nước bùn ầm ầm chấn động, lấy đảo hoang làm trung tâm, kịch liệt gợn sóng, cuồn cuộn khuấy động bốn phương tám hướng. La Phương Phỉ đứng trên đảo hoang bị áp lực cường đại đè muốn ngạt thở, thân hình không thể động đậy, phải hợp lực thi pháp ôm lấy toa huyễn lệ. Xích Liệp điêu kêu lên sợ hãi, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng lại bị áp lực đè xuống mặt đất, hoàn toàn không bay lên được. Một bóng người trong nháy mắt rơi xuống đất, đến bên cạnh La Phương Phỉ chính là La Thu. Ông ta hất áo bào sau lưng, mắt lạnh nhìn bốn phía, khí thế nghiêm nghị. Áp lực bị tiêu trừ, La Phương Phỉ nhìn sóng cuồn cuộn bốn phía, quay đầu kinh ngạc hỏi cha, tại sao cha lại đến đây? Vừa mới nói xong, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, bốn phía xuất hiện xúc tu to lớn đếm không hết, bao phủ đảo hoang và người trên đảo. Nhìn thấy xúc tu to lớn từ bốn phương tám hướng xoắn tới, khiến không gian trước mắt chìm vào bóng tối, La Phương Phỉ kinh hoàng nhìn xung quanh hai tay vẫn ôm chặt toa huyễn lệ. La Thu đứng một cách ngạo nghễ, cả người bắt đầu rời khỏi mặt đất. Đợi đến lúc không gian xúc tu áp sát gần đến, thân hình La Thu đang lơ lửng đột nhiên vung tay kéo căng về hai bên phải trái. Oanh, pháp lực bành trướng từ bên trong cơ thể của ông ta tuôn ra ngoài, trong nháy mắt xé rách hắc ám, ánh sáng lại tái hiện. Rất nhiều xúc tu cuốn tới bị pháp lực bành trướng kia nổ thành từng khúc, bay loạn bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người rất nhiều xúc tu còn sót lại trong nước bùn dường như rất đau đớn sau khi bị thương nặng bọn chúng nhanh chóng rút về phía sâu dưới mặt đất không dám lỗ mãng nữa quần áo la thu đang lơ lửng bay phần phật pháp lực cường hãn quanh thân chậm rãi thu vào trong cơ thể bốn phía trở nên yên tĩnh la thu lách mình một cái biến mất trên không thoáng xuất hiện trên mặt đất rơi xuống bên cạnh la phương phỉ con xích liệp điêu rốt cuộc đã có thể bay lên bình thường nó sợ hãi kêu lên uy áp vừa rồi hiển nhiên làm cho nó rất sợ. Lấy lại tinh thần, La Phương Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói cha, cha có biết tập kích vừa rồi của cha thiếu chút nữa đã hại chết huyễn lệ hay không? Trong lòng cha tự có cân nhắc, không cần con dạy cha. La Thu lạnh lùng quét mắt, tuy là nói như vậy, trên thực tế ông ta không quan tâm sống chết của toa huyễn lệ, chỉ nhìn chằm chằm con gái có nhìn thấy người muốn gặp con không? Đây chính là nguyên nhân mà ông ta tự thân suốt mã lần này, muốn tận mặt gặp được người muốn gặp con gái của mình la phương phỉ nói đã gặp nhưng không phải người chỉ là một con yêu hồ có lông màu bạc gương mặt la thu căng ra yêu hồ kia nói gì với con la phương phỉ đáp không nói gì cả suốt lời nàng thi pháp kiểm tra sức khỏe cho toa huyễn lệ la thu đột nhiên tức giận nhà đầu ngay cả con mà cũng muốn lừa cha sao la phương phỉ kinh ngạc ngẩng đầu giật mình bởi tiếng quát của la thu không biết nàng có phải bị ảo giác hay không nàng mơ hồ cảm nhận được trên người cha nàng có sát khí cha con không có lửa cha, thật không có nói gì mà. La Thu dĩ nhiên là không tin, phí hết tâm tư muốn gặp con. Đã gặp con rồi, sao có thể một câu cũng không nói. La Phương phỉ đáp, đúng là có gặp mặt, con cũng muốn biết tại sao con yêu hồ đó muốn gặp con, nhưng nó hoàn toàn không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện, La Thu khẽ giật mình, hoài nghi hỏi có ý gì. La Phương phỉ trả lời, yêu hồ kia không hề mở mắt, giống như đang ngủ say. Theo như người ôm nó nói, yêu hồ vì bảo vệ con gái của mình mà móc đi mặt dọc thứ ba, nói cái gì là đã bị thương, một năm chỉ có thể tỉnh lại được một lát. Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn kỹ, đúng là ngay chỗ mắt dọc của nó có vết sẹo tổn thương. Hầu kết la thu hơi run, những lời này có thể ấn chứng suy đoán của ông, biểu hiện không khỏi thay đổi. Thấy biểu hiện không thích hợp của phụ thân, La Phương phỉ ngạc nhiên hỏi, cha, cha bị làm sao vậy? Hình như cha rất quan tâm người muốn gặp con la thu lấy lại tinh thần con là con gái của cha cha lo lắng có người gây bất lợi cho con người ôm yêu hồ còn nói cái gì nữa không con thuật lại chi tiết cho cha nghe la phương phỉ suy nghĩ một chút trầm ngâm đáp người kia nói cái gì rất lạ nói đã từng gặp con khi con còn bé nói ngân hồ kia cũng đã gặp con nàng thuật lại nội dung cụ thể cho cha mình nghe la thu vừa nghe vừa quan sát phản ứng của con gái sau khi nghe xong liền hỏi chỉ nói những thứ này la phương phỉ nói chỉ nói có bấy nhiêu còn nói chưa xong thì cha đã xuất hiện đánh cho bọn họ bỏ chạy la thu hiểu rõ con gái của mình có lẽ nó sống an nhàn sung sướng từ nhỏ từ trước đến nay không biết nhìn lòng giả con người là thật hay giả ông ta có thể nhìn ra ngay xác nhận không có nói sai nhìn con gái vẫn còn ôm toa huyễn lệ la thu tỏ ra quan tâm hỏi một câu nó không sao chứ la phương phỉ đáp không có việc gì chỉ là bị hôn mê thôi la thu nói con mang nó về trước đi nói xong ông ta nhìn chung quanh la phương phỉ ngạc nhiên cha cha không theo mọi người về cùng luôn sao ta biết chuyện hôm nay con sẽ không giấu giếm toa như lai like. con cứ nói cho y biết nhưng sự việc ngày hôm nay cha không cho phép con nhắc lại với bất kỳ ai con đi trước đi thái độ của la thu rất kiên quyết đã là như vậy la phương phỉ cũng đành phất tay gọi phi cầm từ trên không bay xuống cùng với toa huyễn lệ nhảy lên người phi cầm nhanh chóng rời đi nhìn con gái đã đi xa la thu quan sát bốn phía gương mặt toát ra vẻ điều hưu, miệng lẩm bẩm quả nhiên là nàng, nàng vẫn còn sống. Nếu thật sự nàng muốn tốt cho con gái, tốt nhất đừng quấy rầy nó nữa. Đột nhiên, ánh mắt ông ta nheo lại, chỉ thấy đằng xa có mấy người bay đến. Khi những người này bay đến gần, ông ta nhìn thấy đều là trang phục của phiêu miểu các, là người của phiêu miểu các. Thành viên bình thường của phiêu miểu các không có cơ hội tiếp xúc với ông ta, ông ta cũng không biết. Cho dù ông ta có gặp cũng chưa chắc nhớ kỹ, phiêu miểu các nhiều người như vậy, ông ta nhớ không hết ông ta nhìn qua liền biết là người của yêu hồ ti lúc này ở hoang trạch tử địa chỉ có người của yêu hồ ti đoán chừng là bị tiếng động đánh nhau vừa rồi kinh động cho nên mới đến xem xét còn chưa đợi đối phương lên tiếng la thu đột nhiên vung tay pháp lực bành trướng quét sạch nhấc lên một con rồng bùn trong đầm lầy sau đó đụng vào những người đối diện khiến bọn họ phải thi pháp liều mạng chống cự oanh những người bị đụng phải đều phun máu rơi xuống như sung dẫy rụa trong đầm lầy. Tay áo la thu lại hất lên, con rồng bùn đang bay trên trời sụp xuống, như núi lở hoàn toàn chôn vùi những người kia. chương 1599, đạo gia bảo ta đến tìm người hai. Ông ta không muốn người của phiêu miểu các nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây. Tiếng ủng ụp nổi lên trong đầm lầy. Ngoài ra, xung quanh đều yên tĩnh. Ông ta tiếp tục đi xung quanh, muốn tìm kiếm xem có yêu hồ nào xuất hiện hay không. Thật ra, ông rất muốn gặp con yêu hồ đã gặp mặt con gái mình, nhưng trong tình huống lúc này, khẳng định là không gặp được. Yêu hồ trốn rất sâu dưới lòng đất, pháp lực của ông có cao hơn cũng thúc thủ vô sách. Nếu không, hồ tộc cũng khó mà an thân ở đầm lầy này. Vèo, thân hình ông ta lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một điểm đen nhanh chóng biến mất trên hư không. Đến vô ảnh, đi vô tung, đằng sau một bụi cỏ gần đảo hoang, một cái đầu đang ẩn núp hơi lắc lư, cuối cùng nhô hẳn ra, là nghiêu hữu đạo. Trên đầu hắn dính đầy bùn để ngụy trang hắn từ xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, la thù đột nhiên xuất hiện, làm hắn động cũng không dám động. Áp lực bài sơn đảo hải, tiện tay một cái quét sạch đám người phiêu miểu các thật sự quá kinh khủng, khiến cho hắn nhìn thấy mà run. Thực lực của chín thánh, hôm nay hắn xem như tận mắt nhìn thấy. Nước bùn bên cạnh phun trào, hắc vân thò đầu ra, thở dài, đi rồi. Nghiêu hữu đạo liếc nhìn y, phát hiện trên mũi y có vết máu, người bị thương rồi à. Hắc Vân nói, thực lực của La Thu thật đáng sợ. Cho dù chúng ta đã trốn kịp, nhưng vẫn bị dư uy trong đầm lầy làm bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ, vấn đề không lớn. Nghiêu hữu đạo ân cầm hỏi, lão tộc trưởng không sao chứ? Việc là do hắn sắp xếp, nếu vì hắn mà lão tộc trưởng bị thương, hắn khó mà đền tội. Hắc Vân nói, yên tâm đi, sao có thể để lão tộc trưởng bị thương chứ? Bản thân ta có bị thương cũng không để lão tộc trưởng bị thương. Ta đã dốc hết toàn lực che chở, không có việc gì đâu. Nhìn bầu trời chung quanh, trong lòng Hắc Vân vẫn còn sợ hãi, không nghĩ đến La Thu đến thật, cũng không uổng công ngươi nhắc nhở. Nếu không, với tốc độ công kích của La Thu, chúng ta sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Không có việc gì là tốt rồi, Ngưu Hữu Đạo nhẹ thở ra, nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cũng không phải hắn tính đúng La Thu sẽ đến, chỉ là cẩn thận phòng bị sẽ có khả năng này xảy ra. Người khác không hiểu nội dung trong thư, nhưng La Thu sẽ hiểu. Liên quan đến ngân cơ, La Thu không thể không đến cho nên hắn đã sớm dặn dò một chút, cũng chính vì khả năng hoài nghi của La Thu, hắn mới đến đây quan sát. Không nghĩ đến La Thu đến thật, còn tận mắt nhìn thấy La Thu ra tay. La Thu vừa ra tay, trong lòng hắn liền nặng xuống. Nhìn thực lực của ông ta, ngân nhi của điệp mộng huyễn giới chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nghĩ đến đây, hắn hỏi một câu, nếu lão tộc trưởng dùng quả hồ tiên, khôi phục chân thân, có thể ngăn cản La Thu không? Hắc Vân lắc đầu, năm đó lão tộc trưởng cũng đã nói, bà ấy không phải đối thủ của La Thu. Chín cầu tặc khống chế thiên hạ, thu thập tài nguyên tu luyện trong thiên hạ cho mình dùng. Nhiều năm như vậy, Tu Vi hẳn còn cao hơn năm đó. Với tình huống trước mắt của lão tộc trưởng, khẳng định lại càng không bằng. Nghiêu Hữu Đạo nói, nếu nói như vậy, cho dù có lấy được quả hồ tiên, cũng chỉ khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh, trường sinh bất tử, nhưng luận thực lực vẫn còn thua kém mấy lão gia hỏa tu tinh nhiều năm. Trường sinh bất tử Hắc Vân ngạc nhiên, ai nói dùng quả hồ tiên sẽ trường sinh bất tử. Nghiêu Hữu đạo cũng ngạc nhiên, trong giới tu hành đã đồn đại như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Hắc Vân nói, quả hồ tiên đối với loài người các ngươi mà nói, cải thiện xác thịt là có thể trường sinh, nhưng lại khó thoát một kiếp thiên đạo. Đây chính là sư phụ ngươi thương tụng đã nói năm đó, nói rằng dùng quả hồ tiên sẽ không được vĩnh sinh. Kiến thức của sư phụ ngươi rất uyên bác, pháp lực có thể phá toái hư không, tất có tuệ nhãn. Thứ mà ông ấy nói, hẳn không sai. Như Hữu Đạo nói, có thể sống được bao lâu? Hắc Vân nói, không biết, có người có thể nói rõ ràng sao? Hồ Tiên Cảnh liên thông với nhân gian các người cũng là chuyện mấy trăm năm rồi, chỉ sợ chín cầu tặc cũng không biết cực hạn của quả Hồ Tiên nằm ở đâu. Đương nhiên, Hồ Tộc không giống các người, các người phục dụng hoàn toàn có thể trường sinh, nhưng đối với Hồ Tộc ta, quả Hồ Tiên không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. La Phương Phỉ mang người quay về, vừa rơi xuống đất, toa như lai bên cạnh lập tức tiến lên đỡ con gái nàng không sao chứ nghe toa như lai hỏi la phương phỉ không khỏi cao hứng toa như lai quan tâm không phải con gái mà là nàng giống như trong mắt ông ấy nàng còn quan trọng hơn cả con gái nàng thật sự không biết toa như lai đã biết con gái mình chắc chắn không có việc gì la phương phỉ chỉ là suy nghĩ mọi chuyện quá tốt thôi nàng lắc đầu cười nói không sao huyễn lệ cũng không có việc gì chỉ bị hôn mê nói xong nàng nhìn chung quanh xích lại gần toa như lai thấp giọng nói phụ thân đích thân đến toa như lai giật mình nhanh chóng quan sát xung quanh thấy không có người vội hỏi ông ấy đâu rồi la phương phỉ nói không biết nữa muội mang người trở về còn cha vẫn ở chỗ đó cha bảo muội về trước trong lòng toa như lai hơi khẩn trương sư phụ đến chỗ gặp mặt sao có thể buông tha cho hồ tộc chứ la phương phỉ nói phụ thân vừa xuất hiện đã ra tay dọa cho đám yêu hồ chạy mất nhưng yêu hồ chạy rất nhanh, nếu không, phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha. Nghe La Thu không bắt được yêu hồ, toa như Lai hơi yên tâm, lại hỏi, phương phỉ, hồ tộc nhất định phải gặp nàng làm gì. Muội cũng không rõ, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, La Phương phỉ cũng không giấu giếm, đem chuyện lúc đó thuật lại cho toa như Lai nghe. Chi tiết quá trình khiến toa như Lai kinh ngạc, cảm thấy đằng sau nhất định có bí mật không muốn người biết. La Phương phỉ không biết suy nghĩ của ông, chỉ nhìn toa huyễn lệ, đi thôi, huyễn lệ không có việc gì, Chúng ta đem con về tịnh dưỡng. Toa Như Lai nhìn chung quanh, có cần chờ sư phụ về cùng luôn hay không? La Phương phỉ nói, chờ cha làm gì, không cần chờ đâu, có chờ cha cũng không đi cùng chúng ta. Ông ấy đi nhanh lắm, có chờ, sợ rằng sẽ bị ông ấy chê vướng víu, nhất định sẽ bảo chúng ta đi trước. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể ngăn ông ấy chứ? Núi non trùng điệp, một con hôi xí điêu màu xám rơi xuống sâu trong ngọn núi viên cương nhảy xuống một lần nữa quan sát xung quanh xác nhận không sai là nơi này nhưng không thấy người giống trong núi đột nhiên vang lên tiếng rít hồi xí điêu kinh hãi bay lên không viên cương quay phát đầu lại chợt nhảy lên như con báo đi săn vượt qua khe núi tiến vào một khê cốc hắn ta nhìn thấy bên trên một tảng đá lớn một con mãnh thú lông vàng nhìn không giống sư tử đang ngồi bên cạnh dòng suối dưới tảng đá một người đàn ông quần áo lôi thôi đang ôm bầu rượu dáng vẻ khoan thai tự đắc chính là triệu hùng ca viên cương bước đến lội xuống con suối sau đó đứng trước mặt triệu hùng ca nhìn thẳng vào tử quỷ triệu hùng ca gùng tay áo lau miệng mắt say lờ đờ nói chuyện không thể nói trong thư sao nhất định phải hẹn gặp mặt ta mặt viên cương không chút thay đổi nói đạo gia bảo ta đến tìm ngươi hai người cũng quen biết nhau dù sao trước đó triệu hùng ca đã từng dạo qua mao lư sơn trang biết viên cương là tâm phúc của ngưu hữu đạo đó là da của ngươi không phải ông nội của ta người ta đang ở thánh cảnh nói đến đây hai mắt triệu hùng ca mở to giống như từ trong trạng thái say rượu tỉnh lại chống tay ngồi dậy giọng nói rõ ràng ý của ngươi là hắn ở bên trong thánh cảnh vẫn có thể liên lạc với bên ngoài viên cương đáp ta cũng không rõ lắm chuyện ngài ấy liên lạc với chúng ta bằng cách nào triệu hùng ca nói ngươi không rõ vậy ngươi có thể khẳng định hắn liên lạc với ngươi mà không phải đang có người giả mạo viên cương nói không giả mạo được chương 1600, cấm thuật ma giáo. Thấy hắn ta chắc chắn như vậy, triệu hùng ca biết tất có nguyên nhân, lại uể oải nằm xuống, chuyện gì mà nhất định ngươi phải chạy đến tìm ta thế. Chúng ta liên lạc với nhau chưa chắc đã đảm bảo, có một số việc không tiện đề cập trong thư, viên cương có vẻ cẩn thận, vừa nói vừa quan sát xung quanh. Triệu hùng ca nói, yên tâm đi, chung quanh đây không có ai đâu. Nếu bên trong phạm vi vài dặm có người sống, tòa kỵ của ta có thể ngửi được viên cương ngẩng đầu nhìn con kim mao hống ngoại hình hung mãnh đang đứng trên tảng đá và nó cũng đang nhìn hắn ta viên cương hỏi đây chính là kim mao hống triệu hùng ca nói nhảm tỏa kỵ của ta không thích nghe nói nhảm Gào. viên cương chợt chỉ tay vào kim mao hống trên tảng đá phát ra tiếng giống trầm thấp Gào. kim mao hống đáp lại nhưng khí thế yếu đi không còn gào thét như trong khu rừng vừa nãy bốn chân có vẻ cũng lui lại đầu tiên là hành động của viên cương sau đó là tiếng giống khá yếu của kim mao hống Triệu Hùng Ca đang nâng hổ lô uống rượu cũng cảm thấy sừng sốt, nhanh chóng đứng dậy, quay người nhìn Kim Mao Hống đang đứng trên tảng đá. Gã phát hiện Kim Mao Hống không sợ trời không sợ đất bây giờ đuôi lại rũ xuống, thân hình rút về sau, hai mắt sáng bừng cũng mất đi khí thế hung hãn, giống như đang e ngại Viên Cương. Lần đầu tiên thấy Kim Mao Hống như vậy, Triệu Hùng Ca ngạc nhiên quay đầu hỏi, người đã làm gì nó vậy? Viên Cương thu thế đứng thẳng, lạnh nhạt nói, chỉ thử lá gan của nó một chút thôi mà. Ta muốn nói ngươi không phải nói nó không thích nghe ta nói nhảm sao triệu hùng ca nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn kim mao hống sau đó nhìn viên cương cuối cùng dò xét hắn ta từ trên xuống dưới đúng là nhìn không ra ngươi lại thông thạo pháp môn ngự thú như thế nói đi chuyện gì xảy ra con kim mao hống này của ta là di chủng hoang cổ huyết mạch không tầm thường ngay cả vạn thú môn cũng không làm gì được nó viên cương nói ta không thích nói nhảm đạo gia bảo ta đến tìm ngươi triệu hùng ca liếc xéo nhếch miệng một cái sau đó đổ rượu vào miệng nói đi chuyện gì viên cương nói đạo gia nói vườn vô lượng bên trong thánh thảnh cũng chính là nơi sinh trưởng quả vô lượng có nhà tương do ô thường luyện chế bảo vệ nhà tương chính là bí pháp luyện chế của ma giáo đạo gia hy vọng ngươi có thể tìm hiểu xem có phương pháp hóa giải nào từ ma giáo hay không nhà tương vườn vô lượng bầu rượu trên tay triệu hùng ca chậm rãi thả xuống không nghĩ đến nghiêu hữu đạo cử người đến để hỏi chuyện này biểu hiện của gã trở nên ngưng trọng, hắn muốn làm gì? Viên cương đáp, đạo gia không nói, ta cũng không biết. Ánh mắt triệu hùng ca lấp lóe, hình như rất cẩn thận với chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lát, gã chậm rãi nói, nhà tương chính là vật tà ma, đã là ô thường luyện chế, tất nhiên sẽ nằm dưới sự khống chế của ô thường. Có thể bị ô thường khống chế, lực linh tà sẽ có hạn, không hình thành linh trí của mình. Nếu không, với ma tính của bản thân, ô thường khó mà khống chế được, có thể nha tương mà ô thường luyện chế cũng không phải là vật không thể phá giải. Tu sĩ kim đan bình thường có thể giết chết nó, phá giải đơn giản thôi, cứ trực tiếp giết chết là được. Viên cương nói ta cần phải giải thích lại ý của đạo gia. Vườn vô lượng trông coi nghiêm ngặt, nha tương bảo vệ quả vô lượng, không người nào có thể đến gần. Cái gọi là phá giải của đạo gia không phải là giết chết bọn chúng mà là khống chế bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng quấy nhiễu. Như hiểu đạo cũng không nói rõ như vậy, nhưng hắn ta và Nghiêu Hữu Đạo phối hợp nhiều năm như thế, Nghiêu Hữu Đạo nói, hắn ta tất nhiên biết là có ý gì. Triệu Hùng ca cao mày hỏi, Nghiêu Hữu Đạo không phải muốn trộm quả vô lượng đấy chứ? Viên Cương nói, đạo gia không nói ngài ấy có muốn trộm quả vô lượng hay không? Người có hỏi ta, ta cũng không biết, nói chuyện với người chẳng thú vị gì cả. Triệu Hùng ca liếc mắt, khinh bỉ nói một câu, nhưng rồi vẫn chân thành đáp, muốn khống chế nha tương, chỉ có người luyện chế nó mới biết điểm yếu của nó là gì. Cho nên, ngoại trừ người luyện chế, người ngoài không cách nào khống chế. Viên cương nói, bí pháp ma giáo, đạo gia nhờ ngươi tìm hiểu. Lời ít ý nhiều, ngươi không hiểu, không có nghĩa là ma giáo không hiểu. Triệu hùng ca tất nhiên là hiểu ý, đáp lại, không cần tìm hiểu. Ta ở yêu ma lĩnh, tiếp xúc với ma giáo nhiều hơn, cũng đã từng hỏi qua chuyện này. Muốn khống chế nhà tương do người khác luyện chế là chuyện không thể nào. Cùng lắm chỉ biết thêm được một chút mà thôi. Viên cương nói, biện pháp gì, xin hãy nói cho ta biết triệu hùng ca đáp luyện chế nha tương đầu tiên là phải tìm quả đen sống ở những nơi có âm khí nặng ví dụ như quả đen sống ở nghĩa địa hơn nữa có thể dùng quả đen ăn xác người sau đó bắt giữ anh linh người chết khi luyện chế đưa nó vào trong cơ thể quả đen để anh linh người chết mượn nhục thân có âm khí nặng hơn của quả đen để trường tồn dần dần hòa thành một thể tiếp theo dùng bí pháp tiến hành luyện chế khi đã hấp thu đủ âm khí nó sẽ trở thành cầm thú tà ma người không phải người Quỷ không phải quỷ. Đây chính là nha tương, dù sao anh linh trong cơ thể nha tương cũng là anh linh của con người. Dưới sự hướng dẫn của Tà Pháp, nó cho rằng thân quả đen mà nó đăng ký gửi chính là nhục thân của nó. Nếu có thể tìm được hài cốt khi còn sống của anh linh đó, để nha tương nhìn thấy, anh linh trong cơ thể nha tương sẽ sinh ra ảo giác, sẽ trở nên hoảng hốt trong thời gian ngắn, từ đó mất đi tập trung trong một khoảng thời gian. Nếu nghiêu Hữu Đạo muốn trộm quả vô lượng mà không bị phát hiện, khoảng thời gian này đủ để cho hắn sử dụng gã đoán được nghiêu hữu đạo muốn làm gì thật sự viên cương yêu cầu quá rõ ràng nhưng gã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi gã tường thuật lại phương thức lại giống như có lòng muốn thành toàn cho nghiêu hữu đạo viên cương không ngốc nghe được hương vị bên trong hắn ta nhìn chằm chằm triệu hùng ca hỏi nhà tường có thể nói khi mình còn sống là ai không triệu hùng ca lắc đầu linh trí chưa mở chỉ là quả đen mà thôi không nói được tiếng người làm sao mà nói được Viên cương nói, nếu như thế, nói tìm hài cốt người chết nghe có vẻ dễ nhỉ. Triệu hùng ca rót rượu vào miệng, vẫn còn cơ hội. Nhà tương hấp thu âm khí càng nặng, uy lực công kích sẽ càng mạnh. Loại tà pháp này cùng loại với quỷ tu và huyết nhục chi khu hợp thể, là tà ma ngoại đạo chân chính. Chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành đại hỏa, sau khi âm khí của nha tương nặng đến mức nhất định, sẽ sinh ra linh trí của mình. Thân là tà ma, mà tính quá nặng, không biết nói lý, sẽ không cam lòng bị ngoại vật khống chế. Bởi vậy, ngay cả ma giáo cũng không dễ dàng vận dụng thủ thuật này. Nếu không, rất có khả năng bị phản phệ. Đây là cấm thuật của ma giáo. Mặc dù ô thường biết luyện chế, nhưng chưa thông thạo yêu nhược điểm của loại cấm thuật này. Ông ta cũng không biết hài cốt của người chết có thể sinh ra ảnh hưởng đối với nha tương. Ông ta không biết, cho nên cũng chưa chắc sau khi giam cầm anh linh người chết sẽ nghiền xương người chết thành cho để hủy diệt. Nói cách khác, người có thể tìm đến chỗ chôn người chết trước đó. Viên cương lắng nghe một cách rất chăm chú, cũng biết chuyện này liên hệ trọng đại, thấy có điểm đáng ngờ, lập tức hỏi, ô thường quản lý ma giáo, tại sao ngươi lại biết ông ta không thông thạo thuật luyện chế nha tương? Triệu hùng ca đáp, ta đã nói, đây là cấm thuật, do thánh nữ ma giáo nắm giữ, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Ngay cả đại giáo chủ ma giáo các đời qua cũng không hiểu được toàn bộ. Ô thường tất nhiên sẽ không nhận được toàn bộ truyền thừa. Nghe xong, ánh mắt viên cương lấp lóe, hắn ta cũng có nghe qua lời đồn đại, Nói vị này có một đoạn tình với thánh nữ ma giáo. Với nội tình mà Ô Thường biết, ông ta cùng lắm cũng chỉ khống chế được một con quả trong 10 năm. Chương 1601, hôn sự của quận chúa 1. Một khi thời gian sắp hết, Ô Thường tất sẽ luyện chế nha tương mới để thay thế. Bằng không, ông ta sẽ không cách nào khống chế bọn chúng làm loạn. Điều này, người có thể bảo Ngưu Hữu đạo đi nghe ngóng xem nha tương của vườn vô lượng có phải thay đổi định kỳ hay không. Nếu phải, xem như lời ta nói là đúng. Chỉ cần nghĩ biện pháp tìm người mất tích trong thời điểm có liên quan, rất có khả năng tìm được hài cốt của người bị luyện chế anh Linh. Ngoài ra, còn có một điểm có thể giúp Nhiêu hữu Đạo xác định được thân phận của người chết. Khi nhà tương biến thành người, hình dáng của nó sẽ giống với hình dáng của người chết khi còn sống. Nếu những biện pháp này cũng không thực hiện được, vậy phải xem bản lãnh của Nhiêu hữu Đạo, xem hắn có tìm được điểm mấu chốt khống chế nhà tương từ ô thường hay không. Nếu có thể biết được, hắn có thể trực tiếp khống chế nhà tương nhưng ô thường không phải hạng người có sở trường, ta khuyên hắn tận lực đừng mạo hiểm. dứt lời, gã lại uống rượu, giống như không muốn nói nữa. viên cương hỏi tiếp, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? còn có điều gì nữa không? không, triệu hùng ca hỏi lại, người còn có việc? viên cương lắc đầu, vậy thì biến được rồi. triệu hùng ca lắc mình một cái, ngồi lên lưng kim mau hống, gõ hổ lô lên đầu nó một cái thật giòn, đồ vô dụng. kim mau hống dường như có linh tính, yếu ớt nhìn viên cương, sau đó vèo một cái nhảy lên mang người trên lưng chạy thẳng vào khu rừng. Yêu hồ ti, Nghiêu Hữu Đạo ngồi một mình trong thư phòng, trên tay cầm một phong thư. Hắn đã nhận được thư của Viên Cương, bên trong hồi đáp những gì mà hắn dặn dò, báo cáo lại lời giải thích của Triệu Hùng Ca. Nội dung trong thư khiến Nghiêu Hữu Đạo hơi đau đầu, nói chính xác, đau đầu là vì nha tương trong vườn vô lượng. Có thể tiến vào vườn vô lượng, nhưng lại rất khó giải quyết cái thứ canh giữ không phải người kia. Người thì còn có thể nghĩ cách, chứ nhà tương thì rất khó bởi vì không cách nào liên lạc không biết ra tay từ đâu mới có thể khiến cho cái thứ tả ma canh giữ này không gây ra động tính dựa vào lực lượng trông coi vườn vô lược trắng trợn cướp đoạt là không có khả năng chỉ có thể âm thầm trộm lấy theo kế hoạch của hắn muốn lặng yên không một tiếng động ăn trộm nhất định phải thần không biết quỷ không hay còn không để cho người ta biết quả vô lượng đã bị trộm nếu không chẳng những không lấy được quả vô lượng mà còn bị truy sát việc này hắn đã mưu tính từ lâu cuối cùng lại bị nha tương do Ô Thường luyện chế làm khó, bất đắc dĩ mới bảo Viên Cương đi tìm Triệu Hùng ca. Triệu Hùng ca đã cung cấp được một số biện pháp, nhưng biện pháp này không khỏi phí công. Ngay cả Ô Thường cũng không biết, tại sao tên tử quỷ kia lại biết được phương pháp luyện chế rõ ràng như thế? Thánh nữ ma giáo đã nói cho gã biết bí thuật này sao? Nưu Hiếu đạo dựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm, yêu cầu Viên Cương đến gặp Triệu Hùng ca để tìm hiểu chuyện nha tương của ma giáo, ai ngờ Triệu Hùng ca lại biết rõ chuyện này ngược lại bớt không ít việc cũng không phải trùng hợp bởi vì chuyện này có khả năng xảy ra quan hệ giữa triệu hùng ca và thánh nữ ma giáo chẳng phải bí mật gì thánh nữ ma giáo có tiết lộ cho triệu hùng ca biết cũng là chuyện bình thường nhưng vấn đề là ngay cả giáo chủ truyền đời của ma giáo cũng không thông hiểu toàn bộ bí thuật có thể thấy được ý nghĩa của thánh nữ ma giáo quan trọng đến cỡ nào liên hệ trọng đại lại còn là cơ mật tại sao thánh nữ ma giáo lại nói cho triệu hùng ca biết việc này hắn luôn cảm thấy không đúng nhưng vẫn không giải thích được không đúng chỗ nào dù sao tình huống cụ thể giữa triệu hùng ca và thánh nữ ma giáo cũng chỉ có một mình gã biết mà thôi nhưng khi hắn tiếp xúc với triệu hùng ca hắn biết triệu hùng ca nhất định có chuyện giấu giếm hắn chuyện nha tương lần này lại càng khiến hắn hoài nghi hơn còn nữa tình huống giữa triệu hùng ca và ma giáo trong thời buổi giới tu hành hỗn loạn như thế này làm sao cũng khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp mang theo suy nghĩ hắn bóp nát bức thư trong tay thành bụi phủi phủi tay, như hiểu đạo lấy tấm bản đồ, tra xét vị trí của vườn vô lượng. Mặc dù vườn vô lượng có hiển thị trên bản đồ, nhưng căn cứ vào tình huống mà hắn nắm giữ, hoàn toàn không thấy được tại hiện trường, nhất định là bị đại trận phòng hộ che giấu. Chỉ cần người trong trận không mở cửa ra vào, cho dù có đi ngang cũng không phát hiện được. Nhưng đây không phải là vấn đề, muốn vào không khó, muốn trộm đồ bên trong cũng không phải là không có cách. Chỉ cần người trông coi bên trong có thất tình lục dục, tỉ mỉ tìm kiếm nhược điểm thì vẫn có thể tìm ra được biện pháp để giải quyết. Vấn đề đây lại là Nha Tương. Hắn đã từng giao thủ với Nha Tương, biết tình huống giống như những gì mà Triệu Hùng ca đã nói. Thực lực Nha Tương do ô thường luyện chế hẳn có hạn, có thể tùy tiện giải quyết hết. Cho nên, ô thường bố trí Nha Tương trông coi, cũng không phải để Nha Tương phát huy tác dụng chém giết, mà là tác dụng của một con chó giữ nhà, phòng ngừa có người làm loạn, tiếp cận quả vô lượng, có thể báo động bất cứ lúc nào. Trong tình huống cần thiết, nhà tường cũng có thể hủy quả vô lược, không cho người ăn cắp có cơ hội đắc thủ. Chẳng lẽ tám thánh khác không sợ ô thường để nha tương ăn trộm quả vô lượng sao? Như hữu đạo nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, âm thầm lắc đầu. Với thế lực của nha tương, hắn khó mà đột phá đại trận phòng hộ để thoát thân. Hắn chỉ có một điểm nghi ngờ, chín thánh đã phá hủy rất nhiều cây vô lượng, vì sao còn giữ lại một cây? Chín thánh đã dùng qua quả vô lượng, cứ thế mà hủy đi chẳng phải bất việc, cắt đứt suy nghĩ làm loạn của những người khác sao? Vì sao còn giữ lại một cây như thế? Hồ tộc ngay cả điểm này cũng không giải thích được rõ ràng. Hắn tất nhiên cũng không đoán ra được nguyên nhân, thậm chí ngay cả hình dáng của quả vô lượng như thế nào cũng chưa từng thấy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là viễn vông. Lắc đầu, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, vấn đề lớn nhất vẫn là làm thế nào đối phó với hàng thủ vệ cuối cùng của vườn vô lượng. Không thể giải quyết vấn đề nha tương, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy tiện ra vào vườn vô lượng một khi đã tiến vào nhất định phải phát huy tác dụng nếu không ra ra vào vào không muốn người ta hoài nghi cũng khó sau khi đã có quyết định đồng thời ra tay từ hai hướng vừa để toa như lai like hỗ trợ vừa liên lạc với ngao phong bên trong vườn vô lượng như hữu đạo cất tấm bản đồ bắt đầu viết thư sau đó bước ra ngoài nhờ khúc linh côn đi chuyển giùm khúc linh côn tiến vào viện tử sau đó bước ra ngoài như hữu đạo chợt quay đầu nhìn chằm chằm theo khúc linh côn miệng lẩm bẩm người này không thể dùng tiếp không phải là muốn giết người diệt khẩu mà là không thể để khúc linh côn truyền tin được nữa không có chuyện cứ đi ở bờ sông mà không ướt dày nếu cứ như thế mãi sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện chuyện bất hợp lý đã trực diện đối mặt với toa như lai hắn quyết định sẽ liên hệ trực tiếp với người của thành vấn thiên như vậy sẽ tốt và an toàn hơn thủ khuyết sơn trang hoàng ban và huyền diệu cùng nhau chạy đến trước mặt đinh vệ sau khi hành lễ xong Hoàng Ban hỏi, tiên sinh triệu kiến có việc gì? Đinh vệ thở dài, xảy ra chuyện rồi. Thiên hạ tiền trang xảy ra chuyện. Hai người Hoàng Ban kinh ngạc nhìn nhau, đều hỏi, xảy ra chuyện gì? Đinh vệ đáp, thành viên đốc tra phái đến thiên hạ tiền trang đã tố cáo một trong tam đại chấp sự của thiên hạ tiền trang là Hồng Vận Pháp đã làm giả sổ sách, tham ô một số tiền lớn. Phỏng đoán sơ bộ là hơn trăm triệu kim tệ, biển thủ tiền của thiên hạ tiền trang, điều này khiến Thánh Tôn rất tức giận. Cái gì, hai người giật nảy mình, Huyền Diệu khó hiểu hỏi, Hồng Vận Pháp không thiếu tài nguyên tu luyện, bổng lộc cũng đủ dùng, tại sao lại tham ô nhiều tiền như thế? chương 1602, Hôn sự của quận chúa 2 Đinh vệ nói, lửa dục khó bình, phiêu miếu các phát cho gã bổng lộc nhưng không phát cho gã đàn bà. Điều tra sơ bộ thì là do sắc đẹp, gã đã dùng tiền để bao nuôi không ít phụ nữ để dưỡng dụng. Hoàng Ban nói, hơn 100 triệu kim tệ lật, cho dù có bao nuôi phụ nữ cũng không đến mức nhiều tiền như vậy. Đinh vệ nói, sợ là sợ cái này. Ta nghĩ số tiền đó không chỉ tiêu vào đàn bà không thôi, còn không biết liên quan đến chuyện gì nữa. Hoàng Ban do dự một chút rồi nói, Hồng Vận Pháp dám làm giả sổ sách, tất nhiên sẽ rất kín đáo, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại bị thành viên đốc tra điều tra ra. Đinh vệ chợt cam hận nói, bình thường nhìn đâu ra đấy, không nghĩ đến lại là thứ háo sắc. Cái tên khốn kiếp này trước đây coi trọng một nữ đệ tử xinh đẹp của thiên hỏa giáo, ỉ vào thân phận cưỡng ép làm nhục đối phương, về sau giết người diệt khẩu. Gã cứ tưởng việc mình làm kín không khe hở, không ngờ lại bị sư phụ của nữ đệ tử kia theo dõi. Đối phương lặng yên theo dõi nhiều năm, chỉ riêng việc đối phương nắm giữ số lượng phụ nữ Hồng vận pháp bao nuôi đã là hơn 20 người. Nội chi tiêu cho số người này cũng vượt quá bổng lộc của gã. Vừa lúc người của Thiên Hỏa giáo được xếp vào Thiên Hạ Tiền Trang, thuận theo đường này mà phát hiện ra vấn đề. Thành viên đốc tra của Thiên Nữ giáo đã vận dụng thế lực của Thiên Nữ giáo Khống chế hơn 20 người đàn bà của Hồng vận pháp, toàn bộ bắt về làm nhân chứng, sau đó trình báo Thánh Tôn. Thánh Tôn vô cùng tức giận, ra lệnh cho ta đi thăm dò. Tất cả thành viên liên quan đến việc này đều không được buông tha. Huyền Diệu cắn răng nói, cái tên đáng chết, Đinh Vệ nói, trước mắt việc này vẫn còn đang trong giai đoạn bí mật, còn chưa kinh động Hồng vận pháp. Ta muốn rời khỏi thánh cảnh một khoảng thời gian, gọi hai người đến chính là muốn hai người giám sát thật cẩn thận bên này. Chuyện các môn phái huyên náo không được để xảy ra nữa, hiểu chưa? Vâng, hai người chắp tay lĩnh mệnh, nhưng Hoàng Ban lại nói tiên sinh, ngài vừa mới chấp trưởng phiêu miếu các, thời gian vẫn còn mấy năm nữa, nếu cứ để bọn họ làm loạn, sợ rằng sẽ đặt tiên sinh vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Đinh vệ nói, thế lực phiêu miếu các hỗn tạp khắp nơi, người cứ chờ xem, việc xảy ra, sẽ có rất nhiều người ngồi không yên, không cần chúng ta làm gì, tự nhiên sẽ có người phản kích. Nhưng, chỉ sợ điều này là bên trên hy vọng nhìn thấy không ngoi đầu lên làm sao mà quét sạch. Thanh Nhi, là ta, mở cửa, mở ra cửa đi muội. Phượng Nhược Nam ôm một đứa bé đứng trước cửa gõ cả buổi. Thương Thục Thanh nhìn thấy tàu tử từ trong sân, vội tranh thủ chạy vào phòng đóng cửa trước. Nàng đứng đằng sau cánh cửa, lưng tựa vào cửa, tay đỡ lấy cửa, lắc đầu nói, tàu tử, các người đừng nên ép muội, muội không muốn gả cho ai cả. Muội xin các người tha cho muội có được không? Bây giờ nàng đang rất khổ tâm, ca ca, tẩu tử đều quan tâm đến hôn sự của nàng, không ngừng tìm đối tượng hẹn hò cho nàng, hy vọng nàng có thể nhìn chúng. Nàng thật không muốn đi coi mắt, nhưng người nhà không ngừng tẩy não, khiến cho nàng cảm thấy không lấy chồng là một việc sai lầm, thiếu chút nữa đã từ bỏ chính mình. Có đôi khi nàng không khỏi nghĩ đến, hay là quên đi. Đây là vận mệnh của này, đời này cứ tùy tiện tìm một người đàn ông thích hợp là được. Thấy người nhà cứ nói mãi không ngừng, thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng đi gặp mặt đối tượng, nhưng sau khi đối phương nhìn thấy gương mặt của nàng, ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim nàng, giống như mặc dù đã biết nàng xấu, nhưng không nghĩ đến lại xấu như vậy. Nhưng về sau đối phương lại rất nhiệt tình, rất tốt với nàng, khiến nàng khó mà tiếp nhận. Về sau, nàng không đi gặp mặt những người mà người nhà tìm cho nàng nữa. Bây giờ, dùng thân vương có tử kim động làm chỗ dựa, đứng vững gót chân ở Nam Châu, cộng thêm lực ảnh hưởng rất lớn ở nước Yến, vương phủ vừa phát ra phong thanh tìm chồng cho quận chúa, nhất thời không biết có bao nhiêu thanh niên nghe phong thanh mà đến. Hào môn phú hộ bên trong Nam Châu hận không thể vọt nhọn cả đầu con em nhà mình để thương thuộc thanh cho cưới vào cửa. Có lẽ có một số thanh niên không muốn cưới người nổi tiếng quái dị này, nhưng đối mặt với sứ mệnh gia tộc, không thể không nghe theo. Ai cũng biết, một khi cưới thương quận chúa, toàn bộ gia tộc sẽ lên như diều gặp gió. Lần này, thương thuộc thanh nghe phong thanh, tẩu tử tổ chức một buổi dạo chơi phần lớn người tham gia đều là thanh niên tài tuấn các nơi. Nàng làm sao mà không biết có ý gì chứ, đây chính là muốn mặc nàng ý chọn lựa, tàu tử vừa đến, nàng đã biết chị dâu mình muốn làm gì, khẳng định là muốn thuyết phục nàng tham gia dạo chơi, vì thế mới né tránh. Thanh nhi, tàu tử hiểu tâm trạng của muội nhưng rất nhiều chuyện không như muội đã nghĩ. Lúc trước, ta cũng không cho rằng ca ca của muội có thể coi trọng ta. Ta chỉ biết cho rằng ca ca của muội đang lợi dụng phượng gia, nhưng hôm nay không phải hai chúng ta đều sống rất tốt sao phượng nhược nam đứng ngoài cửa khuyên bảo thương thục thanh lắc đầu nói tàu tử chẳng lẽ tàu tử lại quên mất thời gian mình khổ sở sao nếu không nhờ đạo gia điều hòa lại tàu tử và ca ca có thể được như bây giờ không hai người có đạo gia giúp đỡ còn muội đi theo con đường của tàu tử lúc đó còn có đạo gia thứ hai đứng ra giúp đỡ sao phượng nhược nam nói dựa vào địa vị và thân phận của muội hiện giờ cho dù không có đạo gia giúp đỡ chỉ cần có ca của muội ở đây nhà chồng mà muội chọn chúng người nào dám làm khó muội chứ thương thục thanh nói tàu tử muội không muốn lấy chồng muội cầu xin các người buông tha cho muội phượng nhược nam nói thanh nhi chúng ta hiểu tâm trạng của muội nhưng muội phải hiểu không nói đạo gia có thể còn sống trở về hay không cho dù trở về thì sao thanh nhi đừng hồ đồ nữa đạo gia là hạng người gì chứ lật tay thành mây trở tay thành mưa làm sao mà không biết tâm ý của muội nhưng muội vì ngài ấy mà giữ gìn nhiều năm hèn mọn làm nha hoàn trải đầu hàng ngày cho ngài ấy nhưng muội có thấy ngài ấy động lòng không thanh nhi tâm người đàn ông đó quá cao cảm thấy chúng ta chướng mắt chúng ta cũng đừng nên trèo cao thanh nhi muội hãy để tay lên ngực tự hỏi muội cảm thấy đạo gia có thể đi cùng với muội sao cho dù muội cho rằng có khả năng nhưng sự thật thì như thế nào chọc chúng chỗ thương tâm của thương thục thanh thân hình nàng hơi lay động lưng dựa vào cửa tinh thần chán nản nước mắt trực rơi xuống thanh nhi chúng ta tuyệt không hại muội chỉ vì muốn tốt cho muội mà thôi cũng không phải chúng ta muốn bức muội là ca ca của muội sốt ruột chàng chỉ có một đứa em gái là muội làm sao mà không sốt ruột chứ tuổi của muội cũng không còn nhỏ nữa nếu cứ tiếp tục như vậy ca ca của muội sẽ không thể nào ăn nói với cha mẹ và các huynh trưởng đã chết cô 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 đứa bé đang bị bô tập nói dùng bàn tay non nớt vỗ vỗ cánh cửa cạch, cánh cửa bỗng nhiên bị bàn tay mập mạp của đứa bé đẩy ra. Phượng Nhược Nam sửng sốt, đưa tay đẩy cửa, thấy thương Thục Thanh đang cúi đầu quay lưng về phía mình. Thanh Nhi, Phượng Nhược Nam bước đến đối diện nàng, thấy em gái như vậy, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Cô cô, cậu bé khoa chân múa tay, khiến thương Thục Thanh nhìn không được muốn ôm chặt cậu bé, lợi dụng sự ngây thơ của cậu để an ủi bản thân. Buông đứa bé ra, Phượng Nhược Nam ôn nhu nói, tẩu tử biết trong lòng muội khổ sở như thế nào. Thật, từ ngày chúng ta quen biết nhau lần đầu tiên, tẩu tử đã hiểu muội rồi." Thương Thục Thanh nghe xong, lại càng khóc nhiều hơn, vùi đầu vào người đứa bé, nghẹn ngào nói, "Không cần ép muội. Muội gả, muội đồng ý mọi người còn không được sao? Mọi người gả muội cho ai cũng được, chỉ cần mọi người vui là tốt rồi." Đối mặt với tình huống bị thuyết phục không ngừng, nàng đành bất lực tiếp nhận. Chương 1603: Thành công thì sống, thất bại thì chết. Thấy nàng đã đồng ý, Phượng Nhược Nam nhẹ nhàng thở ra thật ra nàng cũng không muốn bức thương thuộc thanh như vậy nhưng thương triều tông vẫn cứ buộc nàng đương nhiên nàng hiểu tâm trạng làm huynh trưởng của thương triều tông thương triều tông vẫn luôn trách cứ mình không chăm sóc tốt cho em gái khi còn ở yến kinh bởi vì y không khống chế nổi bản thân bị nhốt vào đại lao làm trễ nải hôn sự của em gái sau khi ninh vương phủ tan thành mây khói y ngồi tù em gái cùng với người già trong vương phủ sinh sống ở nơi hoang dã đau khổ chờ y trở về vất vả lắm mới ra được lại bị chặn giết, bản thân y vô năng, khiến cho em gái chưa từng ra chiến trường phải khiêng cờ múa trống, theo y xông vào chiến trường giết chóc, trong loạn quân chịu phải một đau, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nếu không phải em gái kiên trì đến Thượng Thanh Tông mời đạo ra xuống núi, y cũng không có ngày hôm nay. Đối với đứa em gái này, trong lòng thương chiều tông ấy náy vô cùng. Tại sao tạo hóa lại trêu ngươi? Điều này, Phượng Nhược Nam hiểu hết. Muội nói mê sảng cái gì đó, không phải chúng ta muốn gả ai cho muội là gả, cũng phải tùy muội chọn nữa chứ. Thanh Nhi, muội yên tâm đi, mặc kệ muội chọn ai, ca ca muội cũng phải kiểm tra nhân phẩm đối phương như thế nào, tuyệt không tùy tiện gả muội cho người có nhân phẩm không đáng tin. Điều này muội có thể yên tâm, chuyện đã định, Phượng Nhược Nam ném đứa bé cho người hầu bên dưới, chuẩn bị đưa Thương Thục Thanh đi dạo chơi. Đồ trang sức, quần áo đơn giản trong phòng đều được thay đổi. Phượng Nhược Nam đích thân chủ trì, bình thường, Thương Triều Tông luôn yêu cầu tiết kiệm, lần này y mở rộng hầu bao chỉ cần em gái thích tiền cứ việc tiêu thoải mái thương thục thanh cũng không thích những trang phục bó sát sợ bị chỉ trích cũng bởi vì diện mạo xấu xí cho nên mặc sao cũng được lần này thương thục thanh mặc vào bộ trang phục thể hiện đủ tư thái ngay cả phượng nhược nam cũng cảm thấy kinh ngạc nàng đã từng tắm chung với thương thục thanh biết dáng người của nàng rất đẹp khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ nhưng nhìn thấy thương thục thanh ăn mặc như vậy thì là lần đầu tiên trừ gương mặt không dễ nhìn cho lắm tấm lưng kia khi nhìn nhưng thật sự quá đẹp ngay cả phụ nữ cũng phải động lòng. Chính vì vậy, Phượng Nhược Nam luôn cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải vì gương mặt đó, chỉ bằng tư thái của cô em chồng này, làm sao có thể ở giá đến giờ chứ? Vẻ đẹp mà Thương Thục Thanh vừa thể hiện chính là cái mà Phượng Nhược Nam muốn. Ngày dạo chơi kế tiếp, Thương Thục Thanh chính thức lộ diện trước một đám thanh niên tài tuấn, ăn mặc cũng như trước, chỉ là đội một chiếc nón sa trắng. Đây cũng là Phượng Nhược Nam sắp xếp tận lực che giấu mặt xấu của Thương Thục Thanh chỉ để cho người ta nhìn thấy khía cạnh đẹp của nàng. Cứ như thế, ánh mắt của đám thanh niên tài tuấn lập tức bị tư thái yêu mỹ của thương thục thanh hấp dẫn. Dường như bọn họ không cách nào tưởng tượng được, một cô gái có dáng người đẹp như thế lại có gương mặt vô cùng xấu xí. Trong quá trình tiếp xúc, thương thục thanh thể hiện phong độ, còn có giọng nói dễ nghe, càng khiến cho đám thanh niên tài tuấn trước đó bất đắc dĩ phải đến khó có thể rời mắt đi được. Phượng Nhược Nam hữu tâm thể hiện mặt tốt của cô em chống, cố ý an bài các hạng mục cầm kỳ thư họa cầm kỳ thư họa hát múa thương thục thanh có thể nói là hạ bút thành văn khiến cho không ít thanh niên phải khâm phục phải truyền tai sự tài hoa không tầm thường của cô gái xấu xí trong truyền thuyết này đám thanh niên có thể đến đây tất nhiên là đều tự nguyện cưới mặc kệ thương thục thanh có xấu bao nhiêu nhưng thương thục thanh cũng có suy tính của mình muốn từ các hạng mục cầm kỳ thư họa mà tìm được người hợp ý cũng có thể chọn một mà thôi không có khả năng chọn hết được sau khi dạo chơi kết thúc đã có kết quả tin tức truyền đến tai thương triều tông Thương triều tông nhìn lai lịch, thân phận người mà thương thuộc thanh chọn chúng, lập tức gọi thủ hạ đến dặn dò điều tra ba đời tổ tông nhà người này, xác thực bối cảnh thân phận, nhân phẩm như thế nào. Tất cả đều phải điều tra cho rõ, không được có bất cứ sơ sẩy. Y hơi khẩn trương, em gái vất vả lắm mới nhìn chúng được một người, tuyệt đối đừng tra ra được vấn đề gì. Nhưng cũng không còn cách nào khác, với thân phận và địa vị như bọn họ, tất nhiên phải đề phòng người có mưu đồ làm loạn. Liên quan trọng đại, không tra không được. Bên ngoài quy miên các, nhìn người đang khoan thai bước lên bậc thang, cự an mỉm cười bước ra khỏi mái hiên nghênh đón, sao nàng lại đến đây? Người đến chính là Văn mặc Nhi, Văn mặc Nhi cũng mỉm cười, đưa cái rổ trong tay ra, tới thăm chàng không được sao? Đương nhiên là được rồi, cự an cầm cái rổ, nhìn thấy bên trong là một giỏ trái cây, không khỏi cười rất vui vẻ, còn nhớ lần thứ nhất ta tặng quà cho nàng, chính là loại quả này. Ta phải chờ đến hôm nay mới được nàng đáp lễ. Văn Mạc Nhi lườm y một cái, nói mò cái gì thế, không sợ người bên ngoài cười cho à. Vô thức, nàng liếc nhìn đám thủ vệ gần đó. Cự An nói, cách xa lắm, không nghe thấy đâu. Văn Mạc Nhi bước đến bậc thang bên dưới cánh cửa quy miên các đang đóng chặt, cúi người chào phía đối diện một cái, sau đó mới trở lại bên cạnh Cự An. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi quay người nhìn về phía cảnh núi đằng xa. Lúc trước không hòa thuận, bây giờ đã nhận mệnh, ở chung với nhau lâu, tình cảm vợ chồng cũng dần dần bồi đắp ánh mắt hai người nhìn thoáng qua mao lư biệt viện quản phượng nhi đang đứng gác bên trên dung mạo vẫn xinh đẹp như ngày nào bà vĩnh viễn vẫn như vậy chỉ cần có điều kiện mặc kệ ở đâu ngày nào bà cũng muốn mình phải ăn mặc thật đẹp giống như đang chờ một người nào đó dĩ nhiên không phải là nghiêu hữu đạo rồi vì trước khi biết nghiêu hữu đạo bà đã như vậy đương nhiên có chờ nghiêu hữu đạo cũng là mong hắn có thể bình an trở về trước mắt mà nói bà tạm thời yên tâm, thỉnh thoảng nhận được thư của Ngưu Hữu Đạo gửi đến, ít ra còn biết Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sống. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo gửi thư về, quan hệ giữa bà và Viên Cương không còn căng thẳng nữa. Tinh, tiếng chuông vang lên, quản phượng nghi nhìn về phía Phật đường. Ở đó, sau khi đạo ra đi rồi, Viên Phương là người tiếp quản. Bà bước đến, nghe Viên Phương đang niệm kinh cầu phúc, cầu Phật tổ phù hợp đạo gia bình an trở về. Vườn rau bên ngoài biệt viện đang có mấy hòa thượng trồng trọt, Nhìn bên ngoài, tất cả đều rất bình thường. Bên trong hiên các, thành viên đưa thư của Hắc Thủy Đài bước vào, đưa một chồng văn kiện mật đặt trước mặt Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba xé phong ấn, ánh mắt nhìn qua, sau đó nhìn thành viên đưa thư, phát hiện đối phương chỉ đứng mỉm cười mà không hề có ý rời đi. Điều này hơi không bình thường, ít nhất là không giống bình thường. Thấy Thiệu Bình Ba nhìn mình chằm chằm, thành viên đưa thư nhìn về phía Thiệu Tam Tỉnh đang đứng một bên, im lặng không nói. Thiệu Bình Ba hơi hiểu ý. Nhìn đầu ra hiệu với Thiệu Tam Tỉnh một chút. Thiệu Tam Tỉnh lập tức quay người rời khỏi hiên các, sau khi mở sắp tài liệu trong tay, Thiệu Bình Ba hỏi, "Bệ hạ hai đào tổng quản có phân phó gì khác sao?" Thành viên đưa thư nhìn chung quanh, sau đó móc ra một vật trong tay áo, đặt trước mặt Thiệu Bình Ba, là một tấm lệnh bài. Thiệu Bình Ba nhìn hình vẽ trên tấm lệnh bài, không khỏi biến sắc, ngẩng đầu lên hỏi, "Ngươi là người của Phiêu Miếu Các?" "Xuyệt." Thành viên đưa thư ra hiệu nhỏ giọng, sau đó cúi người cầm lệnh bài lên. Ánh mắt Thiệu Bình Ba tràn ngập vẻ nghi hoặc, biết phiêu miếu các giám sát thiên hạ, không nghĩ đến thành viên đưa thư của Hắc Thủy Đài cũng là người của phiêu miếu các. Đây chẳng phải rất nhiều chuyện bên này đã sớm nằm trong tầm khống chế của phiêu miếu các sao. Đồng thời, trong lòng y chợt cảm thấy phấn chấn, y biết, người của phiêu miếu các bại lộ thân phận trước mặt y, tất nhiên là vì tìm y mà đến. chương 1604, tự vận tả tội một. Đây chính là cơ hội để y tạo mối quan hệ với phiêu miếu các, Thiệu Bình Ba đứng lên, ta làm sao biết được ngươi có phải là người giả mạo hay không? Thành viên đưa thư nói, có phải giả mạo hay không, không quan trọng. Thật giả thì tự ngươi phán đoán, ta chỉ phụng mệnh mà đến. Bây giờ, ta có việc cần ngươi đi làm. Thiệu Bình Ba nhìn kỹ đối phương, chậm rãi nói, ta bị nhốt ở đây, có thể làm được gì chứ? Thành viên đưa thư nói, ta tìm ngươi, tất nhiên là ngươi có năng lực để làm. Ngươi nghe cho kỹ đây, cuộc chiến với nước vệ mà ngươi chủ chỉ có thể mở ra rồi thiệu bình ba cao mày việc này triều đình không đồng ý ta không làm chủ được thành viên đưa thư nói đây chính là nguyên nhân mà ta tìm ngươi ngươi cần phải thuyết phục thái thúc hùng mau chóng khởi binh với nước vệ thiệu bình ba hơi nheo mắt nếu là ý của phiêu miếu các phiêu miếu các chỉ cần nói với khí vân tông là được sao lại cần ta đi làm mấy việc không xác định này thành viên đưa thư trả lời phiêu miếu các làm việc từ trước đến nay đều bí ẩn bảo ngươi đi làm tất có nguyên nhân đừng nên hỏi quá nhiều Ngươi chỉ cần nhớ một điểm là được, thành thì ngươi sống, bại thì ngươi chết. Ta cam đoan ai cũng không cứu được ngươi. Thiệu Bình Ba nói, ta không thể nào xác định được thân phận của ngươi, cho nên không có khả năng đồng ý với ngươi. Thành viên đưa thư hất cầm về phía chồng tài liệu trên bàn, sắp thứ năm là tình huống liên quan đến nghiêu hữu đạo trong thánh cảnh. Ngươi và hắn đối đầu sinh tử, ngươi sẽ cần chúng ta trợ giúp. Vẫn là câu nói kia, thành thì ngươi sống, bại thì ngươi chết. Nếu không đồng ý, người nhất định không sống qua được ngày hôm nay. Đừng hòng tính toán chuyện gì khác, người không còn lựa chọn nào khác đâu. Dứt lời, gã quay đầu bước đi, nhìn theo đối phương rời đi, khóe mắt thiệu bình ba hơi lóe lên, sau đó ngồi xuống, lật sấp thứ năm ra xem. Như đối phương đã nói, bên trên đúng là có ghi chép tình huống của Ngưu hữu đạo ở Thánh Cảnh. Chưa nói đến tình huống cận kẽ, tình huống đại khái cũng đủ chứng minh một vài vấn đề. Sau khi xem xong, Thiệu Bình ba trầm ngâm suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, Thiệu Bình Ba phát hiện Thiệu Tam Tỉnh đã đến bên cạnh. Đợi Thiệu Bình Ba tỉnh táo lại, ông mới hỏi, Bệ hạ có ý chỉ mới sao? Thiệu Bình Ba lắc đầu, không liên quan đến bệ hạ. Vừa rồi là người của Phiêu Miếu Các, sao? Thiệu Tam Tỉnh giật mình, thế, người của Phiêu Miếu Các tìm đại công tử để làm gì? Thiệu Bình Ba cũng không che giấu, thuận tay đưa sấp giấy cho Thiệu Tam Tỉnh xem qua. Nói đến cũng đáng thương, năm đó Thiệu Bình Ba y cũng được xem là chư hầu một phương, quyền cao chức trọng. Lưu lạc đến tận bây giờ, bên cạnh chỉ còn sót lại một tâm phúc. Đọc qua nội dung trên tờ giấy, Thiệu Tam tỉnh ngạc nhiên hỏi, đại công tử, chẳng lẽ bọn họ muốn ngài đối phó Ngưu Hữu Đạo? Thiệu Bình ba tự diếu, cười một tiếng, ta là thủ hạ bại tướng của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nằm trong tay Phiêu Miếu Các, còn ta thì bị nhốt ở đây, trong tay không quyền không thế, nếu muốn đối phó với Ngưu Hữu Đạo, sợ là nghĩ cũng không nghĩ đến ta. Thiệu Tam tỉnh chỉ tờ giấy, thế cái này là Thiệu Bình ba đáp, không phải bảo ta hỗ trợ đối phó Ngưu Hữu Đạo. Ý của bọn họ là giúp ta đối phó Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Tam tỉnh nghi hoặc hỏi tiếp, người của phiêu miếu các đột nhiên lộ diện, chẳng lẽ có lòng tốt như vậy sao? Có lòng tốt mới là lạ, tất nhiên là mưu đồ làm loạn rồi. Bọn họ có điều kiện, chính là muốn ta thúc giục cuộc chiến với nước vệ. Thiệu Bình ba thuật lại tình huống, Thiệu Tam tỉnh vẫn không hiểu, quyền quyết định tấn công nước vệ không nằm trong tay đại công tử mà. Thiệu Bình Ba chậm rãi đáp, chỗ nào nhiều người chỗ đó không ổn, hẳn nội bộ phiêu miếu các xuất hiện nội chiến. Phiêu miếu các nội chiến, Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, làm sao mà biết được, gã nói cho đại công tử nghe sao. Thiệu Bình Ba lắc đầu, người cảm thấy trong hoàng cung nước tấn còn có người của phiêu miếu các ẩn núp hay không. Thiệu Tam tỉnh do dự một chút rồi đáp, phiêu miếu các quản lý thiên hạ, sao có thể không dám sát trung tâm của một nước chứ, chắc chắn là có, chỉ là không biết nhiều ít mà thôi thiệu bình ba nói có lời đồn rằng phiêu miếu các không chỗ nào là không nhúng tay vào không những hoàng cung nước tấn mà ngay cả nội bộ khí vân tông cũng khó mà thoát khỏi tay bọn họ đã như vậy cần gì lại tìm đến ta thành viên phiêu miếu các trong cung hoàn toàn có thể trực tiếp tìm bệ hạ chỉ cần lộ ra thân phận phiêu miếu các bất luận bệ hạ hay là khí vân tông chỉ sợ cầu còn không được có phiêu miếu các làm chỗ dựa nước tấn lập tức có thể phát động chiến sự ngay rõ ràng có biện pháp đơn giản hơn lại không cần nói cái gì là giữ bí mật làm việc, ta không tin. Nếu thật sự giữ bí mật, chỉ cần phiêu miếu các dặn dò, làm sao bệ hạ dám tiết lộ là người của phiêu miếu các xui khiến sau lưng chứ. Bệ hạ tất nhiên sẽ giữ bí mật chặt chẽ, nhưng người của phiêu miếu các nhất định phải lén lút đến tìm ta, điều này nói rõ cái gì. Nói rõ đây hoàn toàn không phải là ý của phiêu miếu các. Thiệu tam tỉnh bừng tỉnh, ý của đại công tử là, người này giả mạo thành viên phiêu miếu các. Không đúng, Nghĩ đến Thiệu Bình Ba vừa nhắc đến phiêu miếu các nội chiến, ông kịp phản ứng, vội im lặng. Thiệu Bình Ba đưa tay cầm lấy sấp giấy, xem kỹ lại nội dung trên tờ giấy lần nữa, tình huống trong tài liệu này hẳn là từ trong thánh cảnh truyền ra, không khỏi có liên quan đến người của phiêu miếu các và phiêu miếu các. Thân phận của đối phương hẳn không có vấn đề gì, chỉ là bên trong phiêu miếu các có thế lực của chín nhà tồn tại, có người đang muốn chỉnh phiêu miếu các, không muốn để phiêu miếu các biết, tất nhiên sẽ không dám kinh động các thành viên nằm vùng của phiêu miếu các trong cung suy luận như vậy trái lại có thể giải thích được vì sao bọn họ lại đến tìm ta người làm nền trong cuộc chiến với nước vệ là ta ta cũng là người nóng lòng thúc giục cuộc chiến với nước vệ nhất nếu ta ra mặt thúc giục việc này đương nhiên sẽ không khiến phiêu miếu các hoài nghi thiệu tam tỉnh nói nếu đối phương biết đại công tử vẫn luôn thúc giục chuyện này hẳn phải biết sự khó xử của công tử không phải là đại công tử không muốn mà là triều đình vẫn không đồng ý biết rõ không được mà còn bức bách đây chẳng phải muốn làm đại công tử khó xử sao đặt tờ giấy lên trên bàn thiệu bình ba cười lạnh bọn họ đương nhiên biết ta khó xử nhưng vẫn muốn làm như vậy nói rõ bọn họ đã có nắm chắc cũng có thể nói rõ trong cung hoặc bên phía khí vân tông có người của bọn họ phối hợp tác chiến ta ra mặt chỉ để thuận theo tự nhiên che giấu cho người phối hợp tác chiến đằng sau tránh cho phiêu miếu các phát hiện cho nên lần này sẽ khác với mọi lần chỉ cần ta đưa ra lý do phù hợp cuộc chiến đối với nước vệ sẽ không thể né tránh thời cơ đã đến rồi nói có lý lắm thiệu tam tỉnh khẽ gật đầu nhưng vẫn do dự, thúc giục cuộc chiến với nước vệ, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Thiệu Bình Ba thản nhiên nói, theo phong cách hành sự nhất quán của phiêu miếu các, chư quốc phân tranh, bọn họ vẫn không thèm để ý. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không trực tiếp tham gia vào. Bí mật tìm đến ta, nói rõ có vấn đề, nội bộ phiêu miếu các có người lén lút phạm quy, còn vì sao lại như vậy, sự hiểu biết của chúng ta về tình huống của phiêu miếu các có hạt. Khó mà đưa ra phán đoán, cũng không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một việc có thể xác định, có thể khiến cho một số người không tiếc âm thầm thúc giục quốc chiến, khẳng định là vì một cái gì đó. Việc này quá kỳ lạ, có thể động đến phiêu miếu các, theo những gì mà chúng ta nhìn thấy trước mắt, khả năng lớn nhất chính là chín thánh muốn chỉnh đốn phiêu miếu các. Mặc dù ta không biết dụng ý thúc giục quốc chiến của những người kia là gì, nhưng chắc chắn có người đang bị chín thánh bước đến phát gấp lên. Trường 1605, Tự vận tạ tội 2 Thiệu Tam tỉnh cắt ngang, ông không quan tâm chân tướng sự việc như thế nào chỉ quan tâm tình huống trước mắt đại công tử vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào thiệu bình ba thở dài bọn họ ở đâu thế lực lớn bao nhiêu ta hoàn toàn không biết bị bọn họ tìm đến ta còn có thể lựa chọn được sao nếu ta không làm bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta còn nếu ta làm sợ rằng sau đó bọn họ cũng sẽ giết ta để diệt khẩu cái này thiệu tam tỉnh lòng nóng như lửa đốt phát hiện tự dưng họa từ đâu giáng xuống Thiệu Bình Ba đứng lên, bước qua bước lại trong hiên cát, nhưng bọn họ đã xem thường thiệu mũ này rồi. Bọn họ tưởng ta vô tri lấy phiêu miếu cát ra là có thể khiến thiệu mũ ta ngoan ngoãn nghe theo bọn họ hay sao? Bọn họ muốn lợi dụng ta, còn ta thì bị nhốt ở đây, đang lo mọi việc chậm chạp không có tiến triển. Bây giờ đưa đến cửa, vừa lúc cho bọn họ mượn dùng một lát. Muốn giết ta à, ta ngược lại xem xem bọn họ có lá gan đó hay không. Y quay lại nhìn sấp giấy trên bàn, hãy thu dọn đồ đạc, ta muốn tiến cung một chuyến." Nói xong, y quay người bước đi, xe ngựa hộ giá đến hoàng cung, gặp đúng lúc Thái thúc Hùng đang xử lý quốc sự, Thiệu Bình ba đành phải chờ.